chương 181, ảo thuật. Phốt, vũ khí của bọn hắn vừa mới dơ lên, nguyên cương hộ thể vừa mới vận đủ, trình cung quyền biến thành đao, cổ tay đánh xuống, lập tức một đạo quan mang chợt lóe lên, tia sáng kia tựa như tinh quang trên bầu trời đột nhiên từ bên ngoài vạn dặm lao tới, lập tức tách ra tia sáng chói mắt, sau đó thân thể hai người này bị chém đôi, đây là chiêu thức gì, vũ kỹ siêu phàm. Không, vũ kỹ siêu phàm cũng không có khủng bố như thế, coi như là siêu phàm kỳ có thể đơn giản đánh chết phạt mạch kỳ cũng không có khủng bố như hắn thậm chí ngay cả nguyên cương hộ thể cũng bị cắt thẳng đến khi thân thể chia làm hai đoạn nguyên cương hộ thể kia còn bảo trì không tiêu tán còn có nguyên khí trong tay bọn họ vậy mà cũng bị chém làm hai vừa rồi cũng là bị tia sáng kia chặt đứt quá kinh khủng sắc bén đây rốt cuộc là chiêu thức gì tôi hiểu cùng bạch đầu ông đều nhìn nhau cho tới giờ khắc này tôi hiểu mới cảm giác được sự tình không đúng người này quả thực là người điên, mình báo ra Vân Đan Tông, hắn căn bản không để ý tới, ngược lại còn giết ác hơn. Hơn nữa nếu như chiêu vừa rồi chém tới mình, mình có thể tránh thoát sao? Ý nghĩ này không chỉ là tôi hiểu suy nghĩ, bạch đầu ông cũng nghĩ, tôi hiểu cảm giác mình chỉ có ba thành nắm chắc mạng sống, bạch đầu ông thân là siêu phàm kỳ có được pháp lực mạnh mẽ, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, tối đa cũng chỉ có sáu thành nắm chắc, đây rốt cuộc là chiêu thức gì, quá kinh khủng công tử nhanh, trình cung giết chết những người này xong, căn bản không ngừng lại, trực tiếp phóng tới bên bọn hắn, bạch đầu ông nhìn thấy, sợ tới mức vội vàng hô to một tiếng, trong tay xuất hiện một cây quải trượng, quải trượng này trải qua luyện chế đặc thù, đã tương đương với nguyên khí cấp 8, quan trọng nhất là lực lượng đặc biệt của quải trượng này, bạch đầu ông phát huy sẽ tăng thêm một thành, nguyên khí chung quanh lập tức hóa thành pháp lực mênh mông, rất nhanh dung nhập vào trong quải trượng, quải trượng này giống như có được tánh mạng, lập tức vô số rễ cây tăng vọt ngàn vạn lần một quải trượng nho nhỏ lập tức liền biến thành một cây đại thụ vạn trượng vô số rễ cây phóng lên trời trực tiếp cuốn lấy trình cung trong nháy mắt trình cung bị một thụ yêu cự đại bao trùng che khuất bầu trời vô số rễ cây công kích trình cung lực lượng mỗi một rễ cây kia đều làm cho người ta có cảm giác khó có thể chống lại không cần phải động thủ tùy tiện một rễ cây có thể hủy diệt một tòa núi nhỏ cao mấy vạn trượng che khuất bầu trời mỗi một rễ cây cường đại như có sinh mạng đông đưa. Khủng bố dị thường, loại thụ yêu trình độ này, đừng nói là trình cung, coi như là trình tiếu thiên đến cũng chỉ có một con đường chết, thụ yêu cao tới vạn trường, coi như là thần tiên lục địa gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh, ảo ảnh, ảo thuật nho nhỏ cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta, tin không trảm, nếu như lực lượng đơn thuần, trình cung bây giờ còn có hạn, nhưng phương diện tâm tình thì trình cung có cả kinh nghiệm kiếp trước, nếu như ngoài Vân Ca Thành có thụ yêu lớn như vậy, Lam Vân Đế quốc sớm xong rồi, nếu Bạch Đầu ông này có thể khống chế thụ yêu cường đại như vậy, hắn còn có thể ở đây hầu hạ Tô hiểu sao, hết thảy đều là ảo ảnh mà thôi. Vừa rồi Trình Cung đột nhiên bộc phát, lập tức đánh chết hai gã phạt mạch kỳ tầng thứ 9 đúng là tinh không trảm, tinh không trảm này Trình Cung từ kỳ thi cuối năm về sau đã có chút thành tựu, mấy ngày gần đây không ngừng tu luyện, tinh không trảm này coi như là quen thuộc chỉ là hôm nay lực lượng của trình cung quá yếu không có biện pháp trực tiếp hấp thu tinh lực tinh không hiện tại miễn cưỡng mượn nhờ hấp thu tinh lực ở kỳ thi cuối năm đánh rớt xuống trụ cột nhưng hiện tại hấp thu tinh lực cũng rất có hạn một kích vừa rồi trình cung đã tiêu hao bốn thành tinh lực tích lũy hắn tối đa cũng chỉ có thể phát ra một tinh không trảm nữa tinh không trảm dung hợp tinh lực quy lực không cùng cho dù nguyên khí bình thường đều cắt đoạn giống như tinh quan tạo thành quần sáng lóng lánh hoặc nhìn xinh đẹp dị thường, thậm chí có loại cảm giác làm cho người ta say mê trong đó, nhưng lực sát thương lại không phải kinh người bình thường. Ách, tinh không trảm của trình cung chém xuống, thụ yêu cao vạn trượng kia đang dương nanh múa vuốt hoàn toàn biến mất, chỉ có bạch đầu ông cầm quải trượng trong tay, liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này bạch đầu không thể tin nổi trình cung vậy mà lập tức xem thấu ảo thuật của hắn, làm cho hắn muốn mượn cơ hội này đánh lén, thậm chí để cho tô hiểu ly khai cũng không có lực hơn nữa hắn tiếp được tin không trảm của trình cung trên quải trượng tương đương với nguyên khí cấp 8 cũng bị chém một vết sâu chính hắn cũng bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn hai tay run rẩy tại sao có thể như vậy coi như mình không có đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ ba nhưng siêu phàm kỳ mạnh hơn nhiều so với phạt mạch kỳ cho dù phạt mạch kỳ đỉnh phong cũng không thể có thể tạo thành uy hiếp cho siêu phàm kỳ vì lực lượng của hai khác nhau về chết hơn nữa hắn mạnh hơn siêu phàm kỳ tầng thứ hai rất nhiều vạn huyễn trượng pháp Trước kia bạch đầu ông cũng là người có kỳ ngộ, hắn là tán tu đạt đến phạt mạch kỳ đỉnh phong, vài thập niên không có biện pháp đột phá, cuối cùng mới đầu nhập vào vân đan tông. Vạn huyễn trượng trong tay hắn, còn có bộ siêu phàm vũ kỹ vạn huyễn trượng pháp đều là kỳ ngộ năm đó đoạt được. Giờ phút này bạch đầu ông thi triển ra, thân hình phiêu hốt bất định, thân thể của hắn bị vạn huyễn trượng này che chắn, lập tức từ bốn phương tám hướng hình thành vây công trình cung, liên tiếp hai lần thi triển tinh không trảm, tinh lực tích xúc đã tiêu hao không còn, trình cung lần nữa đối mặt công kích của bạch đầu ông này, đã không có biện pháp dễ dàng như thế. Tuy nhiên hiện tại hắn so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng siêu phàm kỳ dù sao cũng là siêu phàm kỳ, dẫn động nguyên khí chuyển hóa làm pháp lực mênh mông. Hơn nữa vạn huyễn trượng pháp này không giống ảo thuật thuần túy vừa rồi, hắn là đang trong công kích gia nhập một ít ảo thuật, trong thực có giả, biến hóa vô cùng. Phạt mạch kỳ giết chết siêu phàm kỳ không phải là không có, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, nếu như là 10 cái phạt mạch kỳ đỉnh phong, thậm chí nhiều hơn tạo thành trận thế vây khốn còn có một chút cơ hội, đơn đã độc đấu cũng chỉ có thất hoàng tử được xưng vân ca thành đệ nhất cường giả trẻ tuổi một đời, từng có chiến tích đánh chết siêu phàm kỳ. Nghe nói lần kia là bởi vì hắn cầm một bảo bối do hoàng thất ban thưởng, mà người hắn đánh chết cũng không quá đáng là vừa đạt tới siêu phàm kỳ mà thôi. Hôm nay tuy bạch đầu ông này mượn nhờ ngoại lực tăng lên tới siêu phàm kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất nhiều còn có vạn huyễn trượng cùng vạn huyễn trượng pháp là siêu phàm vũ kỷ uy lực cũng tương đương kinh người ẩn linh đao từ khi đánh chết đỗ Kim về sau trình cung một mực không dám công khai sử dụng ẩn linh đao dù sao lúc ấy hắn có đủ lý do giết đỗ Kim, nếu như tái sử dụng ẩn linh đao càng sẽ bị người hoài nghi tuy chuyện này biểu hiện ra một mực như không có phát sinh chuyện gì nhưng trình cung biết rõ đã sớm nhất lên sóng gió cực lớn trong ngoài vân ca thành vì chuyện này Vô số người đang âm thầm truy tra, người điều tra hắn tự nhiên số lượng cũng không ít, nhưng hết thảy trình cung đều bố trí vô cùng tốt. Hôm nay một là ở giả ngoại, hai là trình cung cũng đã rơi xuống tâm tư tất sát hai người này. Siêu phàm kỳ thì như thế nào, hôm nay cho dù không mang lão mã đến, không mang người huyết chiến đến, mình cũng đồng dạng đánh chết hắn. Lần nữa sử dụng ẩn linh đao đã không chật vật giống như lần trước, lúc ấy trình cung suýt nữa bị ẩn linh đao này hấp thành người khô, Mượn nhờ nguyên khí đang mới miễn cưỡng thúc dục Ẩn Linh Đao, hôm nay lực lượng của Trình cung đã vượt qua tồn tại phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường vài lần, tuy không có biện pháp hoàn toàn thúc dục Ẩn Linh Đao, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện tình huống như lần trước, bành bành bành, vạn huyễn trượng của Bạch Đầu ông vạn kết hợp vạn huyễn trượng pháp uy lực rất kinh người, nhưng bất luận là thực lực hay là hư ảo, ở dưới Ẩn Linh Đao anh kích đều nhau nhau nghiền nát, siêu phàm kỳ xác thực bất đồng, có được pháp lực quả nhiên cường đại mình so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều nhưng lực phản chấn to lớn như trước nếu phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường cho dù miễn cưỡng nổ nát những công kích này thân thể cũng chịu không được cũng may thân thể trình cung đã đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ ba mà tinh thần lực của hắn so với bạch đầu ông này còn mạnh hơn trên rất nhiều đối với hướng đi của bạch đầu ông càng rất rõ ràng bạch đầu ông càng kinh hãi vừa rồi hoài nghi người này là cố ý che giấu lực lượng nhưng một chiêu hiện tại bạch đầu ông lập tức xác định trình cung tuyệt đối không phải tồn tại siêu phàm kỳ, không phải tồn tại siêu phàm kỳ, lại có thể ngăn cản được siêu phàm vũ kỹ vạn huyễn trượng pháp của mình công kích, quả thật là bất khả tư nghị. Thực tế cây đao kia trong tay hắn, lại làm cho bạch đầu ông cũng có một cảm giác nguy hiểm, áp lực thật sự quá lớn, linh khí, chẳng lẽ cái kia là linh khí? Xác định trình cung không phải tồn tại siêu phàm kỳ, nhưng lại phát hiện thời điểm ẩn linh đao bộc phát còn có thể tùy thời hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh, chuyển hóa làm pháp lực bộc phát, bạch đầu ông lập tức ý thức được một việc, tuyệt đối là linh khí, sẽ không sai, hai mắt bạch đầu ông lộ ra hào quang tham lam, nếu như có thể đạt được linh khí mà nói, có thể mượn nhờ linh khí đột phá siêu phàm kỳ tầng thứ ba, đến lúc đó cho dù gặp được siêu phàm kỳ tầng thứ năm cũng chưa chắc e ngại, bởi vì chỉ có siêu phàm kỳ mới có thể chân chánh phát huy uy lực của linh khí cho đến lúc đó, mặc dù ở Vân Đan Tông, mình cũng sẽ có được địa vị nhất định, không cần giống như bây giờ, vốn là chứng kiến trình cung hung mảnh, cũng không muốn cùng trình cung dốc sức liều mạng, chỉ là muốn yểm hộ Tô Hiểu lui lại, lúc này bạch đầu ông lập tức chuyển biến chủ ý, quải trượng trong tay đột nhiên một chuyến, oanh, đỉnh quải trượng vừa vặn ngăn trở ẩn linh đao, ngay lúc ẩn linh đao oanh kích lên, một ít rễ cây giống như xúc tu của quải trượng nhao nhau dựng thẳng lên, quấn chặt lấy ẩn linh đao. Những rễ cây này không giống ảo cảnh khi trước, hoàn toàn là thật. Hơn nữa mạnh mẽ vô cùng, lại muốn cứng ngạnh cướp lấy ẩn linh đao từ trong tay trình cung. Khó có khi gặp được một người sở hữu linh khí. Hơn nữa còn là một cái không có đạt tới siêu phàm kỳ. Cho dù hắn có mạnh thế nào đi nữa, thì cũng không phải siêu phàm kỳ. Này chẳng khác nào là đưa đến cửa cho mình. Giờ phút này trong nội tâm bạch đầu ông, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đoạt được linh khí này hơn nửa giờ phút này hắn cũng coi tin không trảm vừa rồi của trình cung, còn có lực lượng bộc phát siêu cường đều quy kết ở trên ẩn linh đao, nếu như không có một linh khí như vậy, tiểu tử này làm sao có thể đối kháng cùng mình, hừ hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn không xứng có được bảo vật này. Mặc kệ đây là linh khí cấp mấy, nó phải thuộc về ta, thấy rễ cây trên quải trượng của mình quấn chặt lấy ẩn linh đao, bạch đầu ông mừng thầm không thôi, một bên nói chuyện một bên đưa tay vận đủ pháp lực đánh về phía trình cung. Chương 182, có ít người ngươi không thể treo vào. Tay phải trình cung nắm chặt ẩn linh đao, tay trái trực tiếp đối banh với công kích của bạch đầu ông. Nghe xong lời này của hắn, trình cung im lặng một hồi, lại một tên gia hỏa như vậy nữa. Thằng này giống như huyết y lão tổ, tuy lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng căn bản không biết tình huống chính thức của tu chân giới. Bọn hắn cho rằng linh khí còn giống phàm khí sao nguyên khí chia làm 10 bậc, vì vậy liền tự cho là đúng, cho rằng linh khí cũng có bấy nhiêu cấp đó. Trên thực tế linh khí căn bản không có biện pháp phân chia cấp bậc như vậy, linh khí chỉ phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm, mỗi một tầng thứ lại kém nhau cực lớn. Nhìn tư thế hắn cướp lấy linh khí đã biết rõ, hắn thật đúng là cái gì cũng không hiểu, như vậy rất tốt, trong nội tâm trình cung nghĩ vậy, đã đánh vào bên trong ẩn linh đao 30 khối nguyên khí đang địa cấp thượng phẩm mà đoạn thời gian trước tích xúc, muốn dùng loại phương thức này đoạt linh khí, quả thực chính là muốn tìm chết. Oanh, lần này ẩn linh đao trực tiếp cuồng bạo, lực lượng mênh mông trực tiếp oanh kích mà ra, vốn là rễ cây gắt gao quấn quanh bên trên ẩn linh đao, nhao nhao nổ tung, trên đao càng tách ra một cổ đao khí kinh thiên. Mặc dù bạch đầu ông có vạn huyễn trượng ngăn cản thoáng một phát, nhưng người vẫn bị oanh bay ra ngoài dùng thân thể cùng lực phòng ngự siêu phàm kỳ của há n còn có vạn huyễn trượng ngăn cản ở phía trước thoáng một phát nhưng tay vẫn bị đánh nát bấy tai mắt mũi miệng thất khiếu chảy máu đây cũng chính là vì sinh mệnh lực của siêu phàm kỳ cường đại đổi thành phạt mạch kỳ lần này đủ để chết đến không thể chết lại phốc phốc tại sao có thể như vậy bạch đầu ông không nghĩ tới lại xảy ra loại biến cố này thấy thần sắc kinh ngạc của bạch đầu ông trình cung thậm chí muốn chỉ vào đầu của hắn nói cho hắn biết này vẫn là bởi vì linh khí này không có khí linh, nếu không trực tiếp giả bộ như bị hắn cướp lấy, lập tức trong ngoài giáp công đủ để hủy diệt hắn, hắn thực cho là mình có thủ đoạn kinh thiên sao? Trong chiến đấu muốn trấn áp cướp lấy vũ khí đối phương, cái kia cần có thần thông cùng thủ đoạn mạnh tới bao nhiêu mới làm được? Nếu không phải sợ khống chế không nổi cắn trả bản thân, Trình Cung vừa rồi trực tiếp đánh vào ẩn linh đao 50 khối nguyên khí đang địa cấp thượng phẩm, đủ để lập tức chém giết bạch đầu ông cho dù lúc này trình cung cầm ẩn linh đao trong tay bạo phát ra khí thế vô cùng uy vũ đã sớm nói qua cho ngươi muốn động đến người của ta chết một người chết ngươi còn muốn làm gì mặc dù đang chiến đấu cùng bạch đầu ông nhưng trình cung một mực lưu ý tới hướng đi của tô hiểu dù sao sắc quỷ ba phong đều cần phải bảo vệ nếu không trình cung cũng sẽ không vừa lên là đột nhiên sử dụng tinh không trảm loại chiến đấu này đối với hắn hiện tại mà nói là cần phải nhanh chóng triệt để, nếu không bọn hắn sẽ dùng sắc quỷ cùng ba phong uy hiếp ngược lại mình. Mà giờ khắc này, trong tinh thần lực trình cung phát hiện Tô Hiểu chẳng những không có đào tẩu, vậy mà vụn trộn đi vòng qua muốn tập kích ba phong cùng sắc quỷ, trình cung trùng kích bạch đầu ông, đồng thời tay đã phất phi đao đánh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nghĩ tới trình cung ngay tại lúc này còn có thể chiếu cố đến hắn. Hắn vô cùng khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi vội vàng lấy ra một bảo kiếm là nguyên khí cấp 8 ngăn cản công kích. Hắn đã là tồn tại đạp nửa chân vào siêu phàm kỳ, tự nhiên sẽ không giống phạt mạch kỳ bình thường, ở dưới những phi đao của Trình Cung cũng không có nguy hiểm gì, nhưng hắn còn muốn tiếp cận ba phong cùng sắc quỷ là không được, Trình Cung biết mình bây giờ còn không có biện pháp sử dụng pháp thuật, khống chế phi đao hình thành trận pháp, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, lần nữa huy động ẩn linh đao, Trình Cung lại đánh vào ẩn linh đao 10 khối nguyên khí đang địa cấp thượng phẩm, nguyên khí cường đại lập tức tràn ngập trong đó hai tay trình cung cầm đao cũng có một loại cảm giác không khống chế nổi ẩn linh đao này muốn bay vút lên trời đi giết ngươi đao này chính là của ta thấy trình cung cường hành khống chế ẩn linh đao sau khi trình cung thúc giục lực lượng trong ẩn linh đao bạch đầu ông vọt lên trực tiếp công kích trình cung ẩn linh đao đã bị ngoại lực chèn ép áp lực đối với trình cung lập tức giảm bớt không ít trên thân thể trình cung cũng bị cổ lực lượng này đè ép xuất hiện vết máu làn da cũng vỡ ra bởi vì cổ lực lượng này lớn quá mức ở thời khắc này bạch đầu ông không biết sống chết xông lên, cổ lực lượng này trực tiếp phát tiết lên người hắn. Dưới một đao, vạn huyễn trượng trong tay bạch đầu ông cùng chính hắn toàn bộ hóa thành hư ảo. Nếu như bạch đầu ông ngừng lại một chút xem tình huống vừa rồi, hắn định sẽ không ngừng né tránh hay chạy trốn, cho dù trước mắt trình cung có thể khống chế ẩn linh đao, nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương, rất khó phát huy đến lực lượng như hiện tại, ít nhất muốn giết hắn cơ bản là không thể nào. Nhưng hiện tại, một tồn tại siêu phàm kỳ có được pháp lực mạnh mẽ cứ như vậy bị trình cung đánh chết bà mẹ nó đại thiếu càng ngày càng hung mãnh trước kia vượt cấp chiến đấu còn chưa tính dù sao dưới siêu phàm kỳ cũng dễ lý giải bây giờ lại có thể dùng phạt mạch kỳ vượt cấp khiêu chiến siêu phàm kỳ đây cũng quá hung hãn quá khoa trương đi mình không nhìn lầm a à. đại thiếu vậy mà giết chết siêu phàm kỳ bị giết chết thật rồi thế nhưng bạch đầu ông là siêu phàm kỳ tầng thứ hai hắn làm sao có thể bị giết hơn nữa còn bị một phạt mạch kỳ giết, cho dù linh khí kia cường đại, cũng không có thể mạnh như vậy, chém giết một gã siêu phàm kỳ. Tô Hiểu đang ngăn cản đoạn đao của trình cung công kích hoảng sợ vạn phần, sự tình hôm nay không có một cái gì bình thường, chứng kiến bạch đầu ông bị giết, hắn hoảng sợ không thôi, không còn có ý nghĩ giết ba phong đoạt bảo vừa rồi, tuy món bảo bối đó là đồ tốt, nhưng cũng không có trọng yếu như mệnh, trốn A, à. nhưng lúc này hắn muốn chạy trốn đã chậm, vừa đánh chết bạch đầu ông, Lập tức đao trong tay của Trình Cung bay tới, giống như một đạo lưu quang, tại thời khắc này, ở 40 khối nguyên khí đang địa cấp thượng phẩm thúc dục xuống, ẩn linh đao rốt cục phát huy ra thực lực chân chính của nó, Trình Cung vừa đẩy đi ra, lập tức như là biến mất ở trong không khí, nhưng mà Trình Cung lại có thể rõ ràng cảm nhận được quỹ tích phi hành của ẩn linh đao này, nên đưa mắt nhìn theo nó, ẩn linh đao này được Trình Cung đẩy đi ra lập tức biến mất, lần nữa xuất hiện sau lưng Tô Hiểu đang muốn chạy trốn trên người hắn cũng mặc nguyên khí nội giáp cấp bậc không thấp, nguyên cương hộ thể bên ngoài cơ thể cũng vận đến mạnh nhất, nhưng bị đâm thủng lập tức như trước, sau một khắc, lực lượng trên thanh ẩn linh đao mới giải phóng ra hết, dưới sự khống chế của Trình cung, rất nhanh bay trở về trong tay hắn, liên tiếp xông về phía trước mấy trăm mét, thân thể Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, lấy tay bụng lấy bụng của mình, cúi đầu không dám tin nhìn vết thương rất lớn trên bụng của mình hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang xói mòn rất nhanh, loại cảm giác này làm cho hắn sợ hãi cực độ, nếu như là vết đau bình thường, cho dù bị đâm thủng, hắn dùng đan dược bảo vệ tánh mạng, cũng có thể bảo trụ sinh mệnh đuổi về môn phái cầu cứu, nhưng mà vừa rồi ẩn ninh đao xuyên qua thân thể hắn, sinh cơ trong thể nội của hắn hoàn toàn bị đoạn tuyệt, ngũ tạng bên trong cũng bị chấn nát, Người dám giết người thừa kế vân đang tông tương lai, sư phụ ta là, phốc, tôi hiểu xoay đầu lại không cam lòng nói, cuối cùng máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, đã nghe không rõ thanh âm của hắn, má nó, dám đoạt lời của đại thiếu, lần sau nhớ kỹ, câu có ít người ngươi không chọc nổi này không phải ngươi nên nói, đó là châm ngôn của đại thiếu gia ta, cách mấy trăm mét, trình cung lách mình đến phụ cận, trước khi tô hiểu không cam lòng ngã xuống tắt thở triệt để, trình cung không chút khách khí gỡ không gian giới chỉ của hắn xuống, tuy đánh chết bạch đầu ông, nhưng trong lòng trình cung rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó siêu phàm kỳ dưới tầng 3 coi như cũng được, ít nhất dưới tình huống đối phương không có linh khí có lực đánh một trận, nhưng nếu như đối phương đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 3, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn để khỏi chết, hiện tại xem ra, chỉ có đạt tới siêu phàm kỳ mới có thể chân chánh phát huy ra uy lực ẩn linh đao của này, hiện tại mỗi lần sử dụng ẩn linh đao đều là liều mạng, giết địch 1000 tự tổn 800, nếu như địch nhân đủ mạnh mẽ, tổn thất của mình còn có thể gia tăng, phải mau chóng nghĩ biện pháp tiến vào siêu phàm kỳ mới được a à. trong nội tâm nghĩ vậy trình cung đã rất nhanh nuốt chút ít đang dược thu hồi ẩn linh đao đi về ba phong cùng sắc quỷ chỗ tên này cũng thật quá mức a à, vì một xích diễm yêu thú mà mang theo nhiều thủ hạ đuổi giết ngươi gần vạn dặm như vậy cho dù xích diễm yêu thú này đã tiếp cận yêu tu cũng không cần phải như vậy a à. lúc này sắc quỷ vừa nghe xong ba phong đơn giản miêu tả sự tình hắn bị tô hiểu đuổi giết cũng rất là ngoài ý muốn tuy xích diễm yêu thú rất thưa thớt nhưng mà chưa tới mức quá trân quý vì cái này tuyệt đối không đáng như thế đúng là thật khó hiểu lúc này trình cung cũng đã đi tới thuận miệng nói qua ánh mắt thì rơi vào trên người ba phong thương thế tốt lên chút ít chưa ba phong phát ra vân cáp không bao lâu liền bị phát hiện hắn vốn không nghĩ tới trình cung có thể chạy đến cho nên thời điểm trình cung xuất hiện hắn đều ngốc tại đó mà thời điểm nhìn thấy chỉ có mình trình cung đến cũng không có mang giúp đỡ khác Hắn cũng luống cuống, cho dù đại thiếu lợi hại hơn mình rất nhiều, nhưng bạch đầu ông bên người Tô Hiểu này là tồn tại siêu phàm kỳ, tuy trước kia hắn không có ra tay với mình, nhưng thời điểm mỗi lần tinh thần lực điều tra đến hắn, hắn liền bị áp lực cực lớn, nhưng làm cho Ba Phong không nghĩ tới chính là, trong giây lát vậy mà Trình Cung đã giết bạch đầu ông cùng Tô Hiểu, ở trong mắt hắn xem ra hoàn toàn là nằm mơ. Cho nên thẳng đến khi Trình Cung giết Tô Hiểu xong đi tới, đầu óc Ba Phong còn có chút mơ hồ ân a à, không có việc gì không có việc gì nghe được trình cung nói chuyện cùng hắn hắn mãnh liệt tỉnh táo lại liền vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì lập tức mới nhớ tới lời nói vừa rồi của sắc quỷ ba phong liền tranh thủ lấy vật tai hại kia từ trong không gian giới chỉ ra lúc ấy tôi hiểu dùng danh nghĩa đại đệ tử của vân đan tông tông chủ người thừa kế vân đan tông triệu tập không ít nhân tài tiêu diệt xích diễm yêu thú này lúc ấy hắn đồng ý bỏ ra rất nhiều đan dược nhưng những người kia liều chết đánh một trận xong, chuyện thứ nhất hắn làm dĩ nhiên là cho người giết chết toàn bộ những người kia. Ta thừa dịp loạn đạt được xích diễm yêu thú cùng đồ tốt này, trên đường đi nghe Tô Hiểu này nói, hắn giống như là coi trọng cái này, Ba Phong nói xong, đã lấy ra một con xích diễm yêu thú toàn thân hỏa hồng sắc cực lớn, tuy đã chết đi nhưng vẫn mang theo nhiệt độ cao, đồng thời trong tay hắn cũng có một tinh thể màu đỏ, bên trong tựa hồ có vật còn sống chớp động, chỉ là thấy không rõ lắm lộ ra đặc biệt thần bí, đây là, hai mắt trình cung cũng tỏa sáng, vội tiếp tinh thể này nhìn kỹ, lập tức trình cung nhìn không được vui vẻ cười to, trách không được tô hiểu này đến cuối cùng chết cũng không chịu rời đi, nguyên lai là vì cái này, không nghĩ tới đại thúc ngươi thật là có vận khí, đánh bậy đánh bạ vậy mà phát hiện bảo bối bực này, hắc hắc, ba phong đoán được thứ này không phải tầm thường, nhưng lại không biết là cái gì, giờ phút này nghe trình cung nói như vậy, rốt cục cũng yên lòng, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Luyện đan sư vốn là không thiếu hụt bảo vật, huống chi là đại đệ tử của tông chủ vân đan tông, đại thiếu. Đây là cái gì mà có thể làm cho hắn không muốn sống đi tranh đoạt. Sắc quỷ cũng nhìn chầm chầm vào hồi lâu, cuối cùng vẫn không hiểu nhìn về phía trình cung hỏi. Chương 183, tiểu tuyết bị bắt. Trình cung chậm rãi nâng tinh thể này lên, trên tay dần dần xuất hiện xích viêm chân hỏa. Xích viêm chân hỏa vừa xuất hiện, chấp động ở trong tinh thể kia càng phát ra sinh động, thời gian dần trôi qua tinh thể biến thành tử sắc tựa hồ muốn bốc cháy lên độ ấm chung quanh cấp tốc tăng lên bao phủ chung quanh trong phạm vi trăm thước đây là thứ trọng yếu nhất đối với luyện đan sư tử diễm chân hỏa hỏa chủng so với xích viêm chân hỏa thì cao hơn một cấp bậc tuy rất yếu ớt nhưng nếu như có thể đạt được nó đợi một thời gian nhất định là có thể thuần thục hữu ích trở thành tử diễm chân hỏa tuyệt đại đa số mọi người phải đạt tới luyện đan đại sư mới có thể khống chế được tử diễm chân hỏa nếu trước khi tới luyện đan đại sư mà có thể nắm giữ tử diễm chân hỏa, trợ giúp đối với luyện đan không cần ta nói, tin tưởng các ngươi cũng có thể minh bạch, trình cung nói xong, đã khống chế xích viêm chân hỏa về trong lòng bàn tay, thu lại tử diễm chân hỏa, sau đó lại nhìn xích viêm yêu thú này một chút, cũng thu vào không gian giới chỉ, tử diễm chân hỏa này đối với hắn hiện tại mà nói cũng có trợ giúp rất lớn, vốn là bởi vì lực lượng hắn có hạn, có chút đang dược luyện chế còn khó nhưng nếu như có thể triệt để khống chế tử diễm chân hỏa này, thì tình huống sẽ khác nhau rất lớn. Lực hấp dẫn của thứ này đối với luyện đan sư quá lớn, trách không được tô hiểu không tiếc hết thảy cũng muốn đuổi giết đại thúc. Bình thường mà nói, tô hiểu cả đời này cũng khó có khả năng đạt tới độ cao như sư phụ hắn tô liệt, càng không cần phải nói tăng đến đan đạo đại sư, chỉ khi nào hắn có được tử diễm chân hỏa, cái kia lại không giống, cho dù không thể trở thành đan đạo đại sư, ở trong đan sư cũng sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất, kế thừa vị trí tông chủ vân đan tông tuyệt đối không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng hắn tính toán hết thảy, lại không tính toán được đại thúc sẽ nhanh chân đến trước, phá hư chuyện tốt của hắn. Xem ra xích diễm yêu thú này cũng phát hiện tử diễm chân hỏa hỏa chuẩn bị nhốt bên trong tinh thạch, nhiều năm mượn nhờ hỏa chủng này tu luyện mới có thể đạt tới yêu tu, lại không nghĩ rằng vừa mới đạt tới yêu tu đã bị người vây dép. Nếu như hắn có thể đạt tới yêu tu hấp thu tử diễm chân hỏa, về sau trở thành yêu tướng cũng không có vấn đề gì. Dùng kinh nghiệm của Trình Cung, nhìn thoáng qua đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Trình Cung tùy tiện kiểm tra không gian giới chỉ của Tô Hiểu một chút, tuy tên này biểu hiện rất cao ngạo, rất ngưu bức, nhưng xem trong không gian giới chỉ lại không có quá nhiều thứ tốt. Đan dược tốt nhất cũng không quá đáng là địa cấp thượng phẩm mà thôi, nhưng lại chỉ có hai khỏa, chỉ có một chút dược liệu coi như không tệ, còn những thứ khác căn bản không vào được mắt trình cung đơn giản nhìn một chút trình cung bảo sắc quỷ mang đại thúc đi về trước hắn thì đơn giản thanh lý hiện trường thoáng một phát tuy vân đan tông không phải đại tông phái nhưng dù sao cũng là tông phái luyện đan cũng đã xem như thành viên vòng ngoài tu chân giới một bên bọn hắn liên hệ cùng thế tục rất mật thiết một mặt khác cũng ít nhiều tiếp xúc tới một ít tình huống của tu chân giới như bổn mạng lệnh bài bọn hắn cần phải có tôi hiểu này vừa chết tin tưởng rất nhanh Vân Đan Tông sẽ truy xét đến, ở trước khi thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ, Gia Gia còn không có đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, vấn đề hoàn thất còn chưa có giải quyết, còn không thích hợp toàn diện khai chiến với Vân Đan Tông. Chấm chấm chấm. Vân Đan Tông không phải là môn phái có thực lực mạnh nhất Lam Vân Đế Quốc, nhưng cũng tuyệt đối là môn phái kiêu ngạo nhất bên trong Lam Vân Đế Quốc. Loại ngạo khí này đã lây nhiễm tất cả đệ tử Vân Đan Tông, thậm chí rất nhiều ngoại nhân đều cho rằng này là chuyện đương nhiên. Chủ phong của Vân đang tông quanh năm mây mù lưu chuyển, phía trên đỉnh phong cao ngất, sương mù có một loại cảm giác kết nối thiên địa. Giờ phút này từ trên xuống dưới của Vân Đan Tông đều đang bận rộn, bởi vì qua hơn 10 ngày nữa là ngày Vân Đan Tông đại điển. Lần đại điển này sở dĩ long trọng như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tô Liệt đạt đến Đan Sư cấp 8, phải biết rằng Đan Sư đã đến tầng 7, về sau tăng lên một tầng đều khó như lên trời, ý nghĩa trọng đại, không xong, Tông Chủ, Tô Hiểu, Tô Hiểu bị người giết. Trong đại điện nghị sự, Tô Liệt đang cùng một ít trưởng lão trong môn phái thương nghị sự tình. Đột nhiên có người trực tiếp lăng không từ đằng xa vọt vào. Người nói cái gì? Nguyên bản Tô Liệt đang cười mãnh liệt đứng lên. Không thể tin được lời này là thật. Tuy thiên phú Tô Hiểu không phải tốt nhất, nhưng là hắn từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, cùng con ruột không có gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Tại Lam Vân Đế Quốc cũng có người dám làm chuyện này. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện ở yêu thú xâm lâm? bên cạnh hắn có bạch đầu ông là tồn tại siêu phàm kỳ làm sao có thể bị giết những trưởng lão đang học kia cũng không thể tin được việc này là thật dù sao ở thời điểm vân đan tông tổ chức đại điển xảy ra chuyện như vậy đối với vân đan tông từ trên xuống dưới ảnh hưởng sẽ rất lớn không phải ở yêu thú xâm lâm phương vị đại khái ngay tại phụ cận vân ca thành ta ngược lại muốn nhìn là ai lớn mật như thế không biết sống chết ai dám giết đồ đệ tô liệt của ta đụng đến người vân đan tông ta chết Người này không đợi nói xong, cũng cảm giác thân thể trực tiếp bay lên trời, tuy hắn cũng là tồn tại phạt mạch kỳ đỉnh phong, nhưng lần này thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, lần nữa thanh tĩnh lại phát hiện người đã ở giữa không trung, bị Tô Liệt nắm lấy, ngự kiếm bay khỏi Vân Đan Tông, ngự kiếm, cũng biết Tông Chủ là thiên tài luyện đang trăm năm khó gặp của Vân Đan Tông, nhưng không nghĩ tới Tông Chủ lại hiểu được ngự kiếm thuật, thật lợi hại, giờ phút này Tô Liệt cũng không có tâm tình này hắn bình thường không hiện lộ mình còn hiểu được ngự kiếm thuật, là lưu lại một ác chủ bài. Người khác cũng biết hắn luyện đang lợi hại, nhưng lại không biết hắn ngay cả công kích siêu cường ngự kiếm thuật cũng hiểu được. Hiện tại bởi vì tô hiểu bị giết, trong cơn giận dữ, hắn đã bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp vọt tới, thời điểm tô liệt đuổi tới, trình cung đã xử lý xong. Khi tô liệt tới hiện trường thì trình cung đã về tới Vân Ca Thành, trong vùng mẹ quá con côi, các cửa hàng gian thương tại đây đều bị bàn tử thu mua, rất nhiều vật tư bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào đây tuy trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố đã mất nhưng toàn bộ khu mẹ quá con côi đắm chìm trong vui sướng như trước bên trong hưng phấn giờ phút này so với tết còn náo nhiệt hơn đã tới chậm rồi bàn tử nói đại thiếu có việc đã đi trước còn không biết lúc nào trở về vốn còn muốn nhìn xem trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố là cái dạng gì hiện tại đoán chừng không công tiểu nha hoàng đông phương thanh mai từ trong đám người ép ra ngoài đi tới trước người Đông Phương Linh Lung cùng Tiểu Tuyết đang đứng ở một nơi hẻo lánh thất vọng nói ta cũng rất muốn xem nhưng mà gần đây thiếu gia cần đang dược rất nhiều còn cố ý đưa lão mã cho ta trợ giúp ta luyện đan tuy lực lượng lão mã rất mạnh nhưng mà phối hợp lại rất cứng nhắc nếu không đã sớm hoàn thành không có thể chứng kiến thiếu gia đậu trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố Tiểu Tuyết cũng rất thất vọng lại có chút ít bất đắc dĩ tuy nàng rất muốn xem thiếu gia cưỡi ngựa dạo phố nhưng sự tình thiếu gia nhắn nhủ lại càng trọng yếu. Đông Phương Linh Lung nhìn nhìn khu mẹ quá con côi hoàn toàn sôi trào, thản nhiên nói, hẳn là rất đặc biệt, chứng kiến những người này, có thể tưởng tượng ra được tình huống của hắn, tốt rồi, chúng ta đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đông Phương Thanh Mai đi theo phía sau Đông Phương Linh Lung xuyên qua phố nhỏ, ly khai khu mẹ quá con côi, thời điểm nhìn về phía tiểu tuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai, mới vừa đi không bao xa, không đợi ra khỏi khu mẹ quá con côi, Vừa tới một địa phương vắng vẻ bên ngoài, bước chân của Đông Phương Linh Lung đột nhiên ngừng lại, Tiểu Tuyết, Thanh Mai, coi chừng, có người mai phục ở bốn phía, tinh thần lực của luyện đan sư vượt qua phạm vi cùng cấp rất nhiều, đương nhiên, như trình cung là cực kỳ hiếm thấy. Tinh thần lực của Đông Phương Linh Lung so với lực lượng bản thân mạnh hơn hai cấp bậc, hôm nay đã là trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 9, Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết nghe xong, lập tức đều khẩn trương dựa sát vào Đông Phương Linh Lung. Động tác của hai người các nàng đã làm cho người ta biết đã xảy ra vấn đề. Má nó, tiểu cô nương này thật lợi hại, lại bị nàng phát hiện động thủ. Cử động của các nàng lập tức bị người mai phục chung quanh phát hiện, sau đó mười mấy đạo nhân ảnh từ chung quanh vọt ra, trong đó có một người ngự kiếm mà đến, trong chớp mắt ngự kiếm trực tiếp đâm về yết hầu của Đông Phương Linh Lung. Tốc độ hai người khác cũng không chậm, phân biệt từ hai phương hướng khác giáp công Đông Phương Linh Lung, thực lực của ba người này cũng không yếu yếu nhất cũng có trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ năm, mạnh nhất đã là siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Ba người bọn họ phóng tới Đông Phương Linh Lung, những người khác thì phóng tới Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai, tìm mập mạp đi. Tuy kinh nghiệm chiến đấu của Đông Phương Linh Lung không nhiều lắm, nhưng mà cực kỳ thông minh, trước tiên đã biết không có thể dùng lực, đối phương người đông thế mạnh đột nhiên tập kích không biết mục đích. May là ở chỗ này chưa có ra khỏi khu mẹ quá con côi, bọn người mập mạp đang ở bên cạnh hơn nữa nhìn đối phương lao xuống mười mấy người căn bản không có yếu, yếu nhất cũng là tẩy tủy kỳ đỉnh phong, càng có sáu gã phạt mạch kỳ cùng ba gã siêu phàm kỳ, đông phương linh lung lăng không một điểm, không trung trực tiếp xuất hiện một đạo hỏa diễm dài 5 mét phóng tới những người đang công kích tiểu tuyết, đông phương thanh mai, tốc chiến tốc thắng, đừng làm bị thương nữ hoa kia, đầu lĩnh đối phương là một lão giả che mặt, chợt quát một tiếng, người đã trực tiếp nhảy lên, phi kiếm dưới chân trực tiếp chém về phía đông phương linh lung. Nghe mục tiêu bọn hắn là muốn bắt tiểu tuyết, Đông Phương Linh Lung càng liều lĩnh muốn xông lên, chỉ là giờ phút này ba gã siêu phàm cũng dốc sức liều mạng ngăn đón ở phía trước. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, tiểu tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai đều có chút sợ thất thần, nghe Đông Phương Linh Lung nói mà lui về phía sau, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Tuy gần đây tiểu tuyết đạt tới tẩy tủy kỳ tầng thứ hai, Đông Phương Thanh Mai càng là đạt tới tẩy tủy kỳ đỉnh phong, nhưng mà so với những người này lại trên lệch rất nhiều. Tiểu nha đầu, tới đây cho ta, một phạt mạch kỳ tầng thứ năm trực tiếp một chưởng, bàn tay khổng lồ chụp vào tiểu tuyết, hoàn toàn không nhìn công kích của tiểu tuyết, tiểu tuyết, chạy mau, trường tiên trong tay đông phương thanh mai đột nhiên di chuyển, cuốn chặt lấy cánh tay đại hán kia, nhưng nàng lần này vốn là miễn cưỡng bằng vào bộ pháp tránh né công kích, chứ thực lực bản thân không đủ để đối phương nhìn chút nào, đại hán kia mãnh liệt hất về sau, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh văng đông phương thanh mai, oanh thân để Đông Phương Thanh Mai bị đánh văng vào một vách tường bên cạnh. Thanh Mai, tiểu tuyết muốn chạy tới giúp, nhưng sau lưng lại có một người ra tay đánh vào đầu của nàng, thân thể tiểu tuyết mềm nhũng té xỉu. Kinh nghiệm của tiểu tuyết, Thanh Mai đều rất ít, lực lượng càng không có biện pháp chống lại đối phương. Lập tức Đông Phương Thanh Mai bị trọng thương sinh tử không biết, tiểu tuyết cũng bị đối phương bắt được. Khăn che mặt của Đông Phương Linh Lung hóa thành hư ảo, một thân áo trắng hơn tuyết, thanh lệ thoát tục trên dung nhan tuyệt mỹ đạm mạc giờ phút này lại mang theo lửa giận, quần áo của nàng cũng bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, chương 184, cứu Đông Phương Linh Lung. Phượng Hoàng triển sĩ, Đông Phương Linh Lung lập tức bộc phát, trực tiếp một hơi đã uống hơn 10 khối nguyên khí đan, lập tức đem lực lượng đẩy đến cực hạn, khí kình hỏa diễm từ trên người nàng phát ra, trực tiếp bao phủ phạm vi trăm mét chung quanh, mấy người vừa rồi đánh thanh mai trọng thương, bắt lấy tiểu tuyết vốn muốn đi, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, nguyên khí trong cơ thể như là bị kiếp nổ, bắt đầu thiêu đốt, không tốt, không phải là pháp thuật bình thường, là thần thông, thần thông, làm sao có thể, nàng chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ bảy, làm sao có thể thi triển được thần thông, chỉ có thoát tục kỳ mới có thể thi triển thần thông, mau lui lại, không thể địch lại được, chấm chấm chấm. Pháp lực vô biên là hình dung tồn tại siêu phàm kỳ, thần thông quảng đại là hình dung tồn tại thoát tục kỳ, bình thường mà nói, thoát tục kỳ là vừa vặn đạt tới cánh cửa tu luyện thần thông, nhưng có rất ít người có thể làm được chuyện này. Quy lực thần thông khôn cùng, trên thân thể Đông Phương Linh Lung dần dần xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, mà hơn 10 tẩy tủy kỳ, phạt mạch kỳ kia đều bị lực lượng thần thông này tập trung, hơn nữa lực lượng trong cơ thể bọn hắn vậy mà như bị đốt lên. a à, hét thảm một tiếng, thân thể của một gã tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 có lực lượng thấp nhất bắt đầu thiêu đốt, sau đó thân thể những người khác cũng bắt đầu thiêu đốt về phần ba gã siêu phàm kia miễn cưỡng vận đủ lực lượng tự bảo vệ mình coi như cũng được, mà ngay cả năng lực đào tẩu đều không có, hơn nữa đối mặt thần thông phượng hoàng triển xí này, thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng có chút chống đỡ không nổi, thảm rồi, thảm rồi, tại sao có thể như vậy? Nữ nhân này làm sao lại mạnh như vậy, nàng còn trẻ như vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao có thể lợi hại như vậy, mình đã đánh giá cao nàng, Thông qua các loại điều tra biết nàng là tồn tại siêu phàm kỳ, cố ý phái ba gã siêu phàm kỳ cuốn lấy nàng, không nghĩ tới như vậy cũng không được. Đã xong, nếu như lần này toàn quân bị diệt mà nói, mình trở về bàn giao với sư phụ thế nào? Nam Tuấn Anh nấp cách đó hơn trăm mét lưu ý tình huống bên ngoài, lúc này rất muốn khóc. Trải qua thời gian dài chuẩn bị như vậy, hắn tự nhận là dưới tình huống có 10 phần nắm chắc mới động thủ, mà yêu cầu của hắn cũng được tô liệp đáp ứng không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện vấn đề như vậy, sớm biết nữ nhân này dữ dội như vậy, mình đã sớm sửa kế hoạch, cái này có thể có phiền toái. Mắt nhìn thân thể người bên mình ở trong thiêu đốt chết đi, Nam Tuấn Anh chỉ có thể lo lắng suông, hắn cảm giác mình cũng bị thiêu đốt oanh, nhưng vào lúc này, trong bầu trời xa xa đột nhiên có người lăng không một trảo, pháp lực cường đại ngưng tụ nguyên khí mấy trăm mét chung quanh, hình thành một bàn tay hơn 10 thước chụp vào hư ảnh phượng hoàng chung quanh thân thể Đông Phương Linh Lung lần này hư ảnh kia cơ hồ tiêu tán, Nam Tuấn Anh trừng to mắt, không dám tin nhìn xem hết thảy, tại sao có thể như vậy, ai giúp mình, phốt, Đông Phương Linh Lung cũng không quá đáng là cường hành thôi động, miễn cưỡng vận chuyển thần thông này, hoặc là nói trí tuệ của nàng cực lớn, lĩnh ngộ ra một ít gì đó của môn thần thông này, nhưng cảnh giới, lực lượng lại khác biệt quá nhiều, không có biện pháp sử dụng thật sự, không tiếc tổn thương thân thể mượn nhờ nguyên khí đang cường hành thôi động, nhưng giờ phút này đã bị ngoại lực va chạm, lập tức lộ ra sơ hở, phốt. Phốt, lão giả ngự kiếm kia phun ra một búng máu, lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phi kiếm dưới chân mang theo hắn trực tiếp hóa thành một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất, thời điểm bay khỏi hắn cũng trực tiếp mang tiểu tuyết đi. Đông Phương Linh lung mượn nhờ Phượng Hoàng triển sĩ trực tiếp phóng lên trời muốn đuổi theo, nhưng mà bị hai gã siêu phàm kỳ khác ngăn lại, công kích của ba giao vào nhau, hai người kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền biến thành tro bụi. Thân thể Đông Phương Linh Lung trên không trung lắc lư vài cái, muốn truy đã không có lực lượng, sau đó trước mắt tối sầm trực tiếp rơi xuống. Phượng Hoàng triển sĩ, thần thông của Đông Phương gia tộc, trách không được mấy năm này thực lực trình gia tăng lên rất nhanh, trình tiếu thiên kia cũng liên tiếp đột phá, nguyên lai like là cùng Đông Phương gia tộc có quan hệ, cũng may bên trong Đông Phương gia tộc xảy ra vấn đề, nếu không theo chân bọn họ cướp người sẽ đưa tới tai họa ngập đầu bên ngoài hơn ngàn mét, một lão giả đang đứng ở đỉnh một tòa tháp, địa phương đặc biệt nhất của lão giả này chính là hai hàng lông mày cùng chòm râu của hắn đều là lam sắc. Hiện tại Vân Ca Thành, người có thể nhận thức hắn rất ít, nhưng một ít cao tầng cùng một ít lão nhân trong môn phái cũng biết, Vân đang tông đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão Lam Mi Thái Thượng Trưởng Lão. Năm đó ở yêu thú xâm lâm ăn lầm một trái cây vô danh làm cho thực lực của hắn tăng vọt, đồng thời cũng làm cho lông mày cùng râu ria của hắn biến thành lam sắc nên mới có ngoại hiệu Lam Mi. Hôm nay hắn đến Vân Ca Thành bái phỏng một ít bằng hữu cũ, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải người Vân đang tông động thủ. Dùng nhãn lực của hắn, tuy cách xa ngàn mét, nhưng mà liếc mắt liền nhìn ra tiểu tuyết không giống người thường, cuối cùng vẫn là âm thầm ra tay trợ giúp. Nhưng mà tình huống Vân Ca Thành phức tạp, hắn cũng không dám bạo lộ. Hơn nữa lần này người bố trí hiển nhiên không muốn cho người biết rõ đây là Vân đang tông làm, cho nên sau khi hắn hỗ trợ liền lặng lẽ ly khai. Chấm chấm chấm. Trình cung không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào, hắn mang theo đại thúc cùng sắc quỷ, chưa vào vân ca thành liền nhận được bàn tử thông tri, thực là chuyện tốt không thành cặp, chuyện xấu không tới một lần, lần nữa động tới người bên cạnh mình, giờ phút này Đông Phương Thanh Mai trọng thương hơn 10 chỗ, cho dù có đầy đủ đan dược, thì trong nửa tháng cũng khó có thể khôi phục triệt để, tình huống của Đông Phương Linh Lung cũng không lạc quan, sau khi trở về một mực ở bên trong chữa thương, Trình Cung đã trở về gần hai canh giờ cũng không có gặp Đông Phương Linh Lung, bàn tử, sắc quỷ thậm chí đại thúc vừa trở về đều đi điều tra, nhưng mà bây giờ một chút manh mối cũng không có, những người kia không lưu lại đầu mối gì, ở dưới thần thông của Đông Phương Linh Lung, một cọng tóc của bọn hắn cũng không còn, căn bản không thể nào điều tra, cho nên trong nội tâm Trình Cung nóng như lửa đốt, nhưng vẫn im lặng chờ ở chỗ này thời điểm mập mạp đến thì Đông Phương Linh Lung đã hôn mê, Đông Phương Thanh Mai hôn mê, đã không có tâm hơi tiểu tuyết, tuy sắc quỷ đạt được một ít tin tức vụn vặt, nhưng đối phương sớm có chuẩn bị, trong thời gian ngắn căn bản không có tin tức giá trị cùng hữu dụng, Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Thanh Mai trọng thương, tiểu tuyết sống hay chết hiện tại cũng không biết, trình cung bây giờ đã nộ đến cực hạn, nhưng ngược lại vô cùng tỉnh táo, vô cùng thanh tĩnh. Chỉ là lúc này ánh mắt cùng khí tức trên người hắn làm cho người ta không dám tới gần, rất xa nhìn tới cũng cảm giác nội tâm phát lạnh, ân, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, trình cung cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh ba động kịch liệt, độ ấm chung quanh bay lên, trình cung biết không tốt, người trực tiếp xông xuống luyện đang thất, ở bên trong tầng thứ năm luyện đang thất, trình cung mới vừa vào liền cảm nhận được có một cổ khí tức nóng trực đập vào mặt, toàn bộ tầng thứ năm luyện đang thất như đã biến thành biển lửa, mà đông phương linh lung thì bị ngọn lửa vây quanh, thần trí đã bắt đầu mơ hồ, lực lượng trên thân thể rất nhanh sẽ tiêu tán, một khi lực lượng nàng không thể khống chế vận chuyển, tình huống sẽ như ngàn cân treo sợi tóc, nàng bằng vào bản năng tu luyện nhiều năm vận chuyển một tia lực lượng cuối cùng điều tiết, khống chế, hóa, bàn tử chết bầm cũng không nói rõ ràng, trình cung nhịn không được mắng bàn tử, bởi vì lúc hắn trở thì Đông Phương Linh Lung đã tỉnh, chỉ nói Đông Phương Linh Lung đi chữa thương, cho nên trình cung mới ở bên ngoài đợi tin tức lại không nghĩ rằng tình huống của đông phương linh lung đã không xong đến trình độ này ở nơi này chữa thương quả thực là đang đợi chết chỉ cần ý thức nàng triệt để mất đi chính là một khắc nàng hóa thành tro tàn trình cung liếc mắt đã nhìn ra đông phương linh lung sử dụng là một loại công pháp dục hỏa phượng hoàng dục hỏa phượng hoàng trọng sinh là hết thảy đều đang trong khống chế không phải nói bất tử chính thức mà đông phương linh lung cách tu luyện tới cảnh giới kia còn kém vạn dặm nàng hiện tại vượt cấp sử dụng thần thông tạo thành lực lượng trắng trả xem ra trước kia nàng đã sử dụng qua chỉ là lúc trước không có nghiêm trọng như vậy nếu như không phải nàng có kinh nghiệm có một chút nội tình giờ phút này chỉ sợ đã sớm hóa thành cho tàn nhưng lần này nàng sử dụng lực lượng vượt qua cực hạn quá nhiều lực lượng cắn trả hoàn toàn không phải nàng có thể trấn áp khống chế cho dù nàng phục dụng đang dược cũng không được trình cung liếc mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra tuy giờ phút này độ ấm bên trong rất cao nhưng hắn cũng chỉ có thể toàn lực vọt tới phụ cận Đông Phương Linh Lung cường hành bộc phát lực lượng cắn trả, cho dù giờ phút này chung quanh phát ra chỉ là một phần lực lượng rất nhỏ, nhưng đối với trình cung mà nói cũng là một loại khảo nghiệm cực lớn, tốc độ trình cung tăng mạnh vọt lên hơn 10 thước, cuối cùng chỉ có thể từng bước một đi về phía trước. Thời điểm cách Đông Phương Linh Lung chưa đủ 5 mét, mỗi lần đi một bước đều trở nên vô cùng gian nan, mà ngay cả nội giáp trên người cũng có cảm giác muốn hòa tan, trở nên nóng bỏng, nguyên cương hộ thể bên ngoài như bị ăn mòn, có vài chỗ trực tiếp bốc cháy lên, nếu như không phải thân thể cùng tinh thần lực của Trình Cung đủ mạnh mẽ, Trình Cung hoài nghi mình không có thể đến gần phạm vi 10m, nguyên cương hộ thể cùng thân thể của mình đều cùng một chỗ bốc cháy lên, tuy Trình Cung không có tâm tư khác, nhưng Đông Phương Linh Lung giờ phút này đã cơ bản mất đi ý thức, không có mảnh vải che thân, thân thể từ trong ra ngoài đều bị hỏa diễm nóng trực vây quanh, tuy những hỏa diễm kia bao trùm lấy thân thể thiêu đốt, nhưng như trước có thể chứng kiến rất nhiều Thời điểm này Trình cung không dám có ý khác, nhưng lại không thể không xem, để cảm giác này thật khó nói lên lời, mẹ nó, chưa bị hỏa diễm bên ngoài đốt cháy, trước đã bị tâm hỏa đốt chết rồi. Trong nội tâm Trình cung cười khổ, hết sức khống chế, miễn cưỡng đi một bước. Trình cung như là địch nhân xâm lấn, hỏa diễm lập tức quay chung quanh hắn thiêu đốt, Trình cung cảm giác đau đớn vô cùng, không được, lực lượng hiện tại của nàng mạnh mẽ hơn mình quá nhiều. Lực lượng cắn trả còn hơn cả lực lượng của nàng, nếu tiếp tục như vậy mình cũng không sống nổi, hơn nữa, sau khi mình tiếp cận nàng, cũng không có biện pháp giúp nàng khống chế, ngăn chặn lực lượng cắn trả này a, à, lực lượng xích viêm chân hỏa khổng lồ như vậy, trừ khi mình đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 9 mới được, nếu không phải có một ít đồ vật khắc chế, dùng đan dược hoặc là vật phẩm gì khắc chế, trình cung ngược lại là rất rõ ràng, nhưng vấn đề là hiện tại Đông Phương Linh Lung đã đợi không kịp, đột nhiên hai mắt trình cung tỏa sáng, đúng vậy, tương sinh tương khắc, tử diễm chân hỏa càng cường hãn hơn so với xích viêm chân hỏa một cảnh giới, cũng đồng dạng có thể áp chế A. À. Tuy kia tử diễm chân hỏa chỉ là hỏa chủng, rất yếu ớt, nhưng dù sao cũng cao hơn xích viêm chân hỏa một tầng, chương 185, tử diễm chân hỏa, nghĩ đến chỗ này, trình cung không chút lựa chọn lấy tử diễm chân hỏa ra, tầng tinh thể ngoài tử diễm chân hỏa này vốn là do xích diễm yêu thú vì tu luyện, dùng trăm năm chậm rãi ngưng tụ bởi vì nó cũng không có biện pháp trực tiếp tiếp xúc hấp thu tử diễm chân hỏa mặc dù chỉ là một hỏa chủng giờ phút này trình cung đưa ra vừa vặn nơi này có vô số xích viêm chân hỏa lập tức hòa tan tinh thể bên ngoài xích viêm chân hỏa oanh thời điểm tinh thể này vỡ vụn lập tức vô số xích viêm chân hỏa chung quanh như là chuột gặp được mèo mặc dù có ngàn vạn con chuột nhưng mà nghe được một tiếng mèo kêu đều đồng dạng lui về phía sau đây là một loại phản ứng bản năng hoàn toàn là chênh lệch cấp độ vô số xích viêm chân hỏa này lập tức tản ra chung quanh trình cung cũng biết vậy nên áp lực buông lỏng chợt giơ tay lên đưa hỏa chủng tử diễm chân hỏa tiến lên trực tiếp nhập hỏa chủng tử diễm chân hỏa vào trong thân thể đông phương linh lung đông phương linh lung vượt cấp sử dụng thần thông phượng hoàng triển xí làm cho xích viêm chân hỏa trong cơ thể không bị khống chế cắn trả coi như là thoát tục kỳ đến cũng rất khó đơn giản áp chế nhưng lúc hỏa chủng tử diễm chân hỏa tiến vào thân thể đông phương linh lung những xích viêm chân hỏa kia lập tức yên tĩnh trung thực ngoan ngoãn giống như chuột gặp phải mèo thậm chí có một bộ phận xích viêm chân hỏa trực tiếp lao ra bên ngoài cơ thể trình cung dựa thế trực tiếp thôi động chân hỏa mượn nhờ lực lượng hỏa chủng tử diễm chân hỏa này áp chế lực cắn trả trong thân thể đông phương linh lung ân ừ. rốt cuộc đông phương linh lung cũng khôi phục một ít bắt đầu có chút thanh tĩnh cái kia cái khác trước không nói mau chóng vận chuyển lực lượng hấp thu hỏa chủng tử diễm chân hỏa trấn áp lực trắng trả trong thân thể ngươi đông phương linh lung khôi phục lại ân một tiếng tăng thêm giờ phút này nàng không mảnh vải che thân hỏa diễm chiếu rọi xuống thân thể xinh đẹp làm cho tâm thần của trình cung cũng có chút hoảng hốt sau đó vội vàng khống chế lực lượng trợ giúp nàng vận chuyển đạt tới luyện đan đại sư là có thể khống chế tử diễm chân hỏa nhưng nếu như có thể ở thời gian trước hấp thu một ít về sau thành tựu sẽ càng lớn điểm ấy ai cũng tin tưởng chỉ là thiên địa sinh ra tử diễm chân hỏa ít càng thêm ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau khi Đông Phương Linh Lung thanh tĩnh, lại có Trình cung trợ giúp, tử diễm chân hỏa giúp đỡ trấn áp, rất nhanh thể nội của nàng đã khôi phục lực lượng vận chuyển cơ bản nhất. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu hấp thu lực lượng tử diễm chân hỏa, vừa rồi chỉ là mượn nhờ tử diễm chân hỏa trấn áp nên không có gì, giờ phút này thật sự là hấp thu lực lượng tử diễm chân hỏa. Tử diễm chân hỏa này lập tức chống cự vì vậy lại biến thành đối kháng cùng tử diễm chân hỏa, nhưng tử diễm chân hỏa dù sao vẫn còn rất nhỏ yếu, chỉ là hỏa chủng, nếu như nói vừa rồi Đông Phương Linh Lung cùng Trình Cung đối mặt là mấy ngàn vạn con chuột cực lớn, như vậy giờ phút này đối mặt chỉ là một con mèo, vừa rồi nó khắc chế xích viêm chân hỏa hoàn toàn là một loại bản năng, không quan hệ cùng lực lượng, nhưng cho dù một con mèo, dưới tình huống bình thường Trình Cung muốn triệt để luyện hóa cũng rất khó, dù sao hắn không có đạt tới siêu phàm kỳ. Đương nhiên, hôm nay ở trong thể nội Đông Phương Linh Lung liền tốt lên rất nhiều, Đông Phương Linh Lung chẳng những đang hấp thu lực lượng tử diễm chân hỏa, sau khi nàng ngăn chặn xích viêm chân hỏa cắn trả, lần nữa bắt đầu vận chuyển lực lượng thể nội, cũng dần dần hấp thu lực lượng bên ngoài trở về, thời gian dần trôi qua, Trình Cung có thể cảm nhận được Đông Phương Linh Lung đã khống chế cục diện, Trình Cung chuẩn bị thu tay, vừa rồi vì cứu người sốt ruột, căn bản không có suy nghĩ nhiều, kết quả thoáng cái xoa bóp lên giờ phút này có tâm tư dư thừa mới phát hiện tay mình đang đặt ở giữa ngực đông phương linh lung đừng nhìn bình thường đông phương linh lung đạm mạc quảng cu ẻ dị thường nhưng dáng người thật sự là rất đẹp kỳ thật ngực cũng lớn mềm mại co giãn làn da rất tốt có chút tà ác nghĩ trình cung bề bộn khống chế tâm tư chuẩn bị buông tay ly khai nhưng vào lúc này thể nội đông phương linh lung hấp thu chuyển hóa lực lượng tử diễm chân hỏa đột nhiên có mục tiêu tiến nhập thân thể trình cung bà mẹ nó điều này làm cho trình cung rất ngoài ý muốn nhưng lại không thể không thu vội vàng vận lực khống chế không chỉ là lực lượng hỏa chủng tử diễm chân hỏa tùy theo mà đến còn có rất nhiều lực lượng xích viêm chân hỏa tuy này cùng mỗi lần trình cung hấp thu lực lượng chí dương chân hỏa không có biện pháp so sánh nhưng số lượng lại nhiều vô cùng khoảng chừng một nửa tử diễm chân hỏa cùng một phần ba xích viêm chân hỏa hoàn toàn nhập vào trong thể nội trình cung hiện tại trình cung là phạt mạch kỳ đỉnh phong chỉ một bước nữa là đạt tới siêu phàm kỳ siêu phàm kỳ không chỉ là yêu cầu lực lượng yêu cầu đối với tâm tình cũng rất trọng yếu nên mới có thể vận dụng pháp lực tâm tình hoàn thiện lực lượng bản thân câu thông thiên địa mới có thể chuyển hóa nguyên khí thành pháp lực trình cung tái thế làm người phương diện này với hắn mà nói không có vấn đề quá lớn tâm ma hắn cũng từng trải qua huống chi là cấp bậc này đối với người khác mà nói là bình cảnh đối với trình cung mà nói liền trở nên nhẹ nhõm bình thường bất quá từ phạt mạch kỳ bước vào siêu phàm kỳ cần lực lượng rất lớn hơn nữa trình cung cũng cảm nhận được kinh nghiệm cùng một ít sự tình ở kiếp này so với tâm cảnh còn có chút chưa đủ không có thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất cho nên thể nội hắn dẫn vào lực lượng càng nhiều dùng để rèn luyện thân thể trọn vẹn sáu canh giờ tinh thần lực của trình cung đạt đến trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ bảy thân thể thì đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ năm mà bản thân của hắn cũng đã nửa chân đạp vào siêu phàm kỳ chỉ cần phương diện tâm tình ở kiếp này hoàn thiện, câu thông thiên địa, siêu việt phàm nhân, lập tức có thể vận chuyển pháp lực, vốn cho là đạt được tử diễm chân hỏa này, cũng phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa mới có thể luyện hóa. Không nghĩ tới lại bởi vì cứu đông phương linh lung mà dùng tới, chính mình còn hấp thu một nửa hỏa chủng tử diễm chân hỏa, tuy rất yếu ớt, nhưng sau này mình luyện đan cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần mình đột phá đến siêu phàm kỳ có thể nếm thử luyện chế đang dược địa cấp siêu phẩm đây chính là đan dược mà luyện đan sư cấp 8, cấp 9 mới có thể luyện chế, nhưng vào lúc này, đột nhiên Trình Cung cảm giác tay trở nên mát lạnh, da thịt mềm mại đột nhiên biến mất. Trình Cung mở to mắt, đã thấy Đông Phương Linh Lung không còn ở nơi này, vừa rồi bởi vì Đông Phương Linh Lung bị lực cắn ảnh hưởng, cộng thêm tình huống này rất đặc biệt, mới có thể sinh ra một ít mặt ý niệm khác trong đầu. Nhưng giờ phút này Trình Cung hoàn toàn thanh tịch, dù sao hiện tại tiểu tuyết sinh tử không biết, trong nội tâm nghĩ đến, Trình Cung rất nhanh ly khai luyện đan sư, tổng cộng có 14 người tham dự vây công chúng ta, trong đó ba người là siêu phàm kỳ, bị ta giết chết hai người. Một người chạy thoát có ngự kiếm thuật, hẳn là siêu phàm kỳ tầng thứ 8, công pháp mỗi người bọn hắn đều không giống nhau, không phải xuất từ một môn phái, nhưng hẳn là có người cố ý, cuối cùng có người âm thầm ra tay trợ giúp bọn hắn, lúc này mới để cho bọn hắn thành công bắt tiểu tuyết đi, lực lượng người này khẳng định đã đạt tới thoát tục kỳ hơn nữa hẳn không phải là vừa đạt tới thoát tục kỳ đơn giản như vậy lúc ấy ta nghe bọn hắn nói chuyện với nhau đã từng đề cập tới muốn bắt sống tiểu tuyết không được làm nàng bị thương cho nên hiện tại tiểu tuyết không có nguy hiểm tánh mạng trình cung vừa mới đi lên liền thấy được đông phương linh lung đổi một thân quần áo mới đứng ở nơi đó giờ phút này thương thế hoàn toàn khôi phục lực lượng tăng lên đông phương linh lung đạm mạc quãng cu ẻ như trước chuyện thứ nhất là nói hết thảy những gì nàng biết cho trình cung về phần sự tình vừa rồi giống như là không có phát sinh nàng như vậy cũng làm cho trình cung khỏi lúng túng rốt cục đã nghe được đông phương linh lung nói ra tình hình lúc đó trình cung vừa mới đi ra cũng cao mày bọn hắn bắt tiểu tuyết làm cái gì chẳng lẽ là biết rõ tình huống của tiểu tuyết cho dù đang đạo đại sư bình thường tối đa cũng chỉ có thể phát hiện tiểu tuyết là ẩn phong thân thể không thể nhìn ra nàng còn có được nguyên âm thân thể đương nhiên cho dù chỉ biết tiểu tuyết là ẩn phong thân thể cũng đủ để không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì ẩn phong thân thể còn có một công dụng đặc thù, tuy loại phương thức này rất tà ác, nhưng có thể mượn nó tăng lên. Người trong Lam Vân Đế Quốc giám động trình gia, còn có thể có lực lượng trình độ này, lặng yên không một tiếng động bắt người cũng không nhiều. Quan trọng nhất là, bọn hắn thay đổi cũng không phải là bản thân lực lượng bọn hắn, mà là thành viên bên ngoài phụ thuộc bọn hắn. Bên ngoài phụ thuộc mà có thể huy động ba gã siêu phàm kỳ, Thời khắc mấu chốt còn có thoát tục kỳ trợ giúp, toàn bộ Lam Vân đế quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà có khả năng nhất vào lúc này, Bắc Tiểu Tuyết cũng chỉ có Hoàng Thất cùng Vân Đan Tông, bởi vì thái độ hoàng đế, quan hệ giữa Hoàng Thất cùng Trình gia đã không hòa hợp, mà bản thân Vân Đan Tông là môn phái luyện đan, có thể phát hiện Tiểu Tuyết là ẩn phong thân thể, hơn nữa muốn mượn Tiểu Tuyết làm ác sự tình tà kia, tăng lên lực lượng bản thân cũng có khả năng rất lớn hoàng thất tự nhiên có thể đơn giản triệu tập một đám cường giả không muốn người biết, lực lượng không kém, vân đang tông bởi vì nguyên nhân đang dược, vô số người đầu nhập vào, điểm ấy đối với bọn họ mà nói cũng không khó, bởi vì tràn diện chiến đấu lúc ấy rất kinh người, càng là vì Đông Phương Linh Lung sử dụng phượng hoàng triển sĩ đốt cháy rất nhiều người, mà mập mạp không có phát hiện tiểu tuyết, mặc dù mọi người nhất trí không có lên tiếng, nhưng mà đều lo lắng tiểu tuyết ngoài ý muốn, hôm nay nghe được nàng bị bắt, ít nhất còn sống, này cũng làm cho Trình Cung có một tia hy vọng, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Trình Cung chính mình lẩm bẩm, lấy ra một vân cáp tùy thân mang theo viết lên mấy hàng chữ, sau đó trực tiếp thả ra ngoài. Mập mạp, sắc quỷ, đại thúc đều đang bận rộn bên ngoài, bảo bọn hắn trọng điểm điều tra tình huống hoàng thất cùng vân đang tông. Thanh mai đâu, nàng nghỉ ngơi ở bên trong viện, có người chăm sóc, thương thế mặc dù nặng nhưng không có nguy hiểm. Đông Phương Linh Lung nghe Trình Cung nói như vậy, cũng coi như yên tâm lại, nhìn về phía trình cung nói, ta lần này cũng coi như nhân hỏa đắc phúc, cảm ơn tử diễm chân hỏa của ngươi, ta hiện tại đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 10, tin tưởng không bao lâu có thể đột phá đến thoát tục kỳ, cần ta làm cái gì ngươi tùy thời có thể lên tiếng, nếu như lời này của Đông Phương Linh Lung để cho người khác nghe được, nhất định sẽ sợ tới mức lớn tiếng kêu đi ra, nàng mới ở tuổi này đã sắp đến được thoát tục kỳ, này là chuyện bất khả tư nghị bực nào. Thiên phú là một chuyện, nhưng có thể lợi dụng kỳ ngộ đạt tới loại trình độ này, vẫn là phải dựa vào chính mình. Đáng tiếc đứng đối diện nàng chính là Trình Cung, sau khi nghe xong căn bản không có cảm giác gì, chỉ là không khách khí nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không cho ngươi nhàn rỗi. Đúng rồi, bất luận là Hoàng Thất hay là Vân Đan Tông, người bắt đi tiểu tuyết cũng không phải bình thường, cũng không phải dễ đối phó, nơi này có một ít dược liệu, người đều luyện chế thành đan dược, nhất là xích diễm yêu thú, một hồi ta viết cho ngươi phương pháp dùng xích viêm yêu đang luyện chế thành hóa âm đang như thế nào, còn có mấy loại đang dược khác, chương 186, tam đầu lục thủ. Trình cung nói xong, chạy tới trước bàn sách cầm lấy bút, đã trải qua giải thi đấu tứ đại tài tử, kỳ thi cuối năm, ở phương diện văn chương, trình cung căn bản không cần có bất luận che giấu gì, huống chi đang ở linh lung cát, hắn trực tiếp hai tay cầm bút, đồng thời ghi hai phương pháp luyện đang bất đồng, anh đang là phương pháp luyện đang dưới đang dược thiên cấp phương pháp luyện đang thiên cấp cùng trên thiên cấp thì không phải viết xuống là được nhìn trình cung ghi phương pháp luyện đang lại chứng kiến nước mực trong nghiêng không nhiều lắm đông phương linh lung im lặng đi qua bên cạnh trình cung đồng thời cũng nhịn không được nửa dò xếp trình cung nàng cho rằng xảy ra chuyện như vậy trình cung sẽ nổi trận lôi đình sẽ lập tức có hành động thậm chí ngay cả trình cung đại khai sát giới nàng cũng không cảm giác ngoài ý muốn nhưng trình cung tỉnh táo áp chế đi bố cục như thế, nàng lại không nghĩ tới, không học vấn không nghề nghiệp, háo sắc, tài hoa hơn người, hoàng khố bá đạo, hung hăng, càng quấy, phóng túng, tỉnh táo, dễ dàng tha thứ. Đến cùng cái nào mới là tính cách thật của hắn, hóa âm đang là chuẩn bị cho túy miêu, lúc trở lại trình cung đã bảo sắc quỷ nghĩ biện pháp liên hệ túy miêu, lại bảo hắn cùng đại bạch, tiểu bạch mau chóng trở về, một khi phục dụng hóa âm đang, lực lượng tích xúc của túy miêu trước kia sẽ bộc phát toàn bộ, đại bạch, tiểu bạch cũng đều là thánh thú do thiên địa sinh ra, bọn hắn trở về sẽ làm cho lực lượng cạnh mình tăng thêm rất nhiều, đồng thời trình cung cũng chuẩn bị nhanh chóng tăng lên lượng cho bàn tử, sắc quỷ, một khi bọn hắn đều đột phá đến phạt mạch kỳ, cộng thêm lão mã cùng mình, cho dù không sử dụng lực lượng trình gia, cũng có thể hình thành một cổ lực lượng đầy đủ cường đại, trong nội tâm trình cung rất tin tường, chuyện lần này không giống trước kia, không có bất kỳ chứng cớ trong tay. Đối phương sẽ không thừa nhận, ngoại trừ phải nghĩ biện pháp sưu tập chứng cớ ra, chính là phải tìm cơ hội tích xúc thực lực, không được liền động võ. Đã có ý nghĩ này, xúc động không giải quyết được vấn đề, nghĩ biện pháp tăng lực lượng lên, xúc tích lực lượng mới là chính đề. Trước khi trình cung để lão mã theo tiểu tuyết luyện đan, đã quên nhắc nhở nàng tùy thời mang theo lão mã, bởi vì lúc ấy hắn căn bản không nghĩ tới có người sẽ đi đối phó một nha hoàng như tiểu tuyết nhìn trình cung lần lượt ghi từng phương pháp luyện chế đang dược địa cấp thượng phẩm, địa cấp siêu phẩm đặt ở nơi nào, Đông Phương Linh Lung cũng có chút khó có thể tự kiềm chế. Đối với một đan sư mà nói, phương pháp luyện đang là căn bản, là vốn liếng, thậm chí là mệnh, đa số sư phụ trừ khi đến cuối cùng, nếu không cho dù truyền thụ đồ đệ cũng sẽ không truyền thụ toàn bộ, bởi vì bọn họ tu luyện dùng hết thảy đều là từ đây ra, nhất là một ít phương pháp luyện đang đặc biệt, nếu như ai cũng biết sẽ không có giá trị, mà Trình Cung viết những phương pháp luyện đan này, vậy mà Đông Phương Linh Lung không có quen thuộc, cũng chỉ là nghe nói, hoàn toàn là phương pháp luyện đan đã thất truyền, có người bắt chước nhưng công hiệu trên lệch rất nhiều, giờ phút này ở trong tay Trình Cung lại viết ra giống như không đáng tiền, làm sao hắn biết nhiều phương pháp luyện đan như vậy, nếu để cho Đông Phương gia tộc biết, hoặc là để cho gia tộc khác biết, chỉ sợ sẽ không tiếc hết thảy cũng muốn bắt lấy Trình Cung a tùy tiện một chương phương pháp luyện đang ở đây đều có giá trị liên thành nếu như truyền ra hắn biết rõ rất nhiều phương pháp luyện anh đang chỉ sợ có chút đại gia tộc lánh đời thậm chí sẽ phái thần tiên lục địa tới bắt hắn thấy những vật kia nằm đó đông phương linh lung không tin trình cung không biết giá trị những thứ này vậy mà hắn có thể giao những vật này cho mình có thể ở trước mặt mình như thế chỉ có thể nói rõ một việc hắn hoàn toàn tín nhiệm mau chóng luyện chế những đang dược bên trên này cần gì tùy thời nói cho bàn tử trình cung một hơi đã viết hơn 10 loại phương pháp luyện đan, có một ít đan phương cần hơn trăm loại dược liệu. Sau khi viết xong, trình cung không có nói thêm một lời vô ích, giao phương pháp luyện đan cho đông phương linh lung, quay người rời khỏi linh lung cát, vừa đi ra khỏi linh lung cát. Trình cung liền thấy trình lão gia tử mang theo lão la đứng cách đó không xa, hiển nhiên đã đợi một hồi, nha đầu linh lung kia không có sao chứ, ân, trình cung nhẹ gật đầu, lúc này trình lão gia tử mới thở nhẹ một hơi, dù sao lão bằng hữu nhờ vả, nếu như đông phương linh lung có nguy hiểm gì trình tiếu thiên thật không biết nên đi đối mặt lão bằng hữu như thế nào nhất là thời điểm gia tộc của hắn xảy ra chuyện tiểu tử tống phúc kia đã liên hệ cùng ta rồi hiện tại cơ sở tình báo trong gia tộc cũng đang phối hợp với hắn tiểu tử ngươi định làm như thế nào nói đi gia gia toàn lực ủng hộ ngươi con mẹ nó đều là một đám gia hỏa cần ăn đòn ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói thực cho là trình gia chúng ta dễ khi dễ sao cũng dám đụng đến người trình gia ta trình lão gia tử cũng không phải là người có tính tình tốt gì không nói bản thân tiểu tuyết có thể chất đặc thù trọng yếu bao nhiêu chỉ nói tiểu tuyết được trình cung coi trọng như vậy về sau thu làm tiểu thiếp giúp trình gia sinh nhiều nam nhân khẳng định không thành vấn đề đây cũng không phải là đơn giản một nha hoàng bị bắt đi như vậy đây là có người đang ngăn cản đại sự khai chi tán dịp của trình gia là tội lớn không có thể tha thứ trình cung lắc đầu bây giờ còn không cần nếu gia gia nhàn rỗi không có chuyện gì thì theo ta uống chút rượu chuyện này nhất thời chỉ sợ khó có thể giải quyết như thế nào lo lắng trình gia ta không địch lại bọn hắn tuy trình tiếu thiên ta chưa từng có tâm tạo phản nhưng mà cũng sẽ không để cho người khi dễ bởi vì tống phúc liên hệ cùng trình lão gia tử cho nên trình cung nghi ngờ chuyện này dính líu tới hoàng thất cùng vân đan tông hắn cũng biết lâu như vậy đến nay trình cung làm cái gì đều rất mạnh không sợ hết thảy hôm nay đột nhiên thấy trình cung như thế còn nói muốn uống rượu, thoáng cái làm cho trình lão gia tử lo lắng, không phải là bởi vì cái này, trình cung khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, mấu chốt là nếu như chúng ta làm quá nóng vội, không tiếc hết thảy tiến hành trả thù mà nói, rất có thể sẽ làm cho bọn họ giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, nên vì tiểu tuyết an toàn, bây giờ chúng ta không có thể hành động thiếu suy nghĩ, căn cứ tình huống lúc đó mà xem, bọn hắn biết rõ thể chất đặc thù của tiểu tuyết, cho nên trong ngắn hạn tiểu tuyết không có vấn đề gì, nên cứ thông báo ra ngoài là trình gia chúng ta bị tập kích một thị nữ bình thường bị bắt là được rồi nên dày vò nha môn địa phương một chút những thứ khác chúng ta liền giả bộ như không biết chậm rãi điều tra sau đó xúc tích lực lượng tìm kiếm thời cơ hai ông cháu ta vẫn là uống rượu trò chuyện đi sự tình bây giờ có chút phiền phức ta vừa vặn có chút đồ chơi nhỏ có khả năng gia gia sẽ cảm thấy hứng thú trình lão gia tử nghĩ như vậy cũng có lý đi theo trình cung tới tiểu viện của hắn nghe trình cung nói có đồ chơi nhãn tình của trình lão gia tử không khỏi sáng lên bởi vì mỗi lần trình cung làm ra đồ vật gì đều khiến người ngoài ý muốn đồ chơi làm cho lão nhân gia ta cảm thấy hứng thú cũng không nhiều nói đi là thứ gì một môn thần thông nhập môn ân ừ, tu luyện môn thần thông này rất khó bất quá nhập môn lại đơn giản thực dụng nhất tình huống bây giờ có biến gia gia là tồn tại mạnh nhất hiện tại của trình gia chúng ta thực lực gia gia tăng cũng chính là ác chủ bài lớn nhất của chúng ta xú tiểu tử ngươi cho rằng gia gia không muốn sao có đồ tốt như vậy còn không sớm lấy ra nói nhanh một chút đến cùng là thần thông gì môn thần thông này gia gia tạm thời trước không cần suy tính trước chỉ học nhập môn a tên nhập môn gọi là tam đầu lục thủ tam đầu lục thủ thần thông chính thức trình lão gia tử nghe danh tự xong lập tức dừng bước giật mình nhìn về phía trình cung ân trình cung nhẹ gật đầu nếu như môn thần thông này cũng không tính là thần thông chính thức vậy cửu châu đại địa cũng không có thần thông gì. Về phần trình lão gia tử nói thần thông chính thức, trình cung cũng hiểu rõ, nam chim bộ châu nguyên khí sung túc, nhân khẩu đông đảo, trong trăm nghìn vạn người chắc chắn sẽ có một số người có thể đạt tới thoát tục kỳ, tựa như trình lão gia tử, lôi nhạc, nhưng bọn hắn không môn không phái, không có căn cơ, có thể đạt tới thoát tục kỳ đã là cực hạn của bọn hắn. Bọn hắn bằng vào cảm ngộ bản thân cũng sẽ lĩnh ngộ một ít thần thông, có một chút vận khí tốt thì tìm được một ít thần thông tàn thiên, hoặc là cảm ngộ từ trong vũ khí, pháp bảo dung hợp một ít thần thông. Nhưng những thần thông này cũng không phải hoàn chỉnh, cũng không chính thống, quy lực có hạn, so với thần thông chính thống thì kém xa vạn dặm. Trên thực tế mỗi một môn thần thông đều tinh diệu vô cùng, bác đại tinh thâm, cho dù tông phái như Vân Đan Tông cũng chưa chắc có thần thông nguyên vẹn, có cũng rất ít người có thể tu luyện tới đỉnh phong trình lão gia tử nghe trình cung nói là thần thông chân chính hai mắt sớm đã tỏa sáng trình gia đại vận a tôn nhi của hắn chẳng những có thể luyện chế đang dược bây giờ lại đạt được một môn thần thông lại là chính thống thần thông nguyên vẹn tin tức này cho dù lại hoàng thất nghe thấy cũng ghen ghét đây chính là thần thông nguyên vẹn a tam đầu lục thủ tam đầu lục thủ nếu quả thật có thể có ba đầu sáu tay mà nói chẳng phải là nói một bên có thể cầm kiếm chiến đấu một bên có thể sử dụng quyền pháp một mặt khác thì có thể sử dụng pháp thuật, sức chiến đấu tăng thêm gấp 3, không, nếu quả thật có thể có được ba đầu sáu tay, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, tuy trình lão gia tử bởi vì điều kiện hạn chế nên học tập pháp thuật, thần thông có hạn, nhưng dù sao hắn cũng là tồn tại thoát tục kỳ đỉnh phong, hơi chút một cân nhắc cũng đã đoán được chỗ tốt của môn thần thông này, chứng kiến bộ dạng gia gia hưng phấn kích động, trình cung giải thích nói, chỗ tốt nhất định sẽ rất nhiều, nhưng đồng dạng tiêu hao cũng rất to lớn, giống như Gia Gia bây giờ, pháp lực có thể chèo chống người toàn lực chiến đấu ba canh giờ, nhưng nếu như sử dụng tam đầu lục thủ thì ngay cả nửa canh giờ cũng khó khăn, tiêu hao pháp lực sẽ gấp 3 đến 5 lần trước kia, thậm chí nhiều hơn. Nhưng chiêu này lập tức bộc phát quy lực kinh người, xuất kỳ bất ý không nói, thời điểm dùng ít địch nhiều sẽ có hiệu quả thần kỳ. Ta hiện tại dạy cho Gia Gia một ít pháp quyết tu luyện tam đầu lục thủ, đợi sau khi ngài nắm giữ tốt, chúng ta lại nghĩ biện pháp đền bù vấn đề tiêu hao thoáng một phát, tận lực phát huy lực lượng lớn nhất, dựa theo cách nghĩ lúc ban đầu của trình cung, như thế nào cũng phải đợi gia gia đạt tới nhân anh cảnh, mới dạy người thần thông, nhưng trước khác nay khác, hiện tại sự tình tiểu tuyết đột phát, các loại áp lực bên ngoài cũng đang gia tăng, tuy mình tăng lên không ít, nhưng dù sao nội tình quá mỏng, gia gia với tư cách là vũ lực mạnh nhất trình gia, lực lượng của hắn tăng lên là thế phải làm. Bởi vì kế tiếp phải chuẩn bị sẵn sàng, phát sinh va chạm chính diện cùng hoàng thất với Vân Đan Tông. Trình Cung đã quyết định dạy môn thần thông này cho Gia Gia, cũng không hề giữ lại, nhập môn của tam đầu lục thủ vô cùng đơn giản, nhưng uy lực của nó lại không hề tầm thường. Đương nhiên, đơn giản bên trong khái niệm của Trình Cung không giống đơn giản của người bình thường, cho nên ngay từ đầu Trình Cung đã giảng giải cho Trình Lão Gia Tử vô cùng tỉ mỉ, chương 187, lại chấn đế đô. Trụ sở Vân Đan Tông to lớn vô cùng, mặc dù không có điêu long họa phượng nhưng so với hoàng cung cũng không kém chút nào căn cứ chiến trường bạch đầu ông lúc ấy tình huống tô hiểu bị giết chúng ta trở về triệu tập tất cả tư liệu xem xét phát hiện một vấn đề giết bọn hắn rất có thể là linh khí mà ở lam vân đế quốc tồn tại có được linh khí có thể đếm được trên đầu ngón tay thân phận cùng địa vị của bọn hắn đều khó có khả năng ra tay đối phó bạch đầu ông cùng tô hiểu mặt khác chúng ta phát hiện một việc đoạn thời gian trước đổ kim đi theo thất hoàng tử bị giết, hoàng thất âm thầm điều tra qua, còn để cho chúng ta phối hợp điều tra, trong đó tin tức điều tra đúng là có quan hệ tới một linh khí, hẳn là một đao linh khí, kết hợp miêu tả lúc đó, thuộc hạ cho rằng người giết bạch đầu ông cùng Tô Hiểu, rất có khả năng là người giết đổ kim, tin tức tình báo của Vân Đan Tông cũng không yếu, năng lực làm việc cũng không kém, đương nhiên, giờ phút này bọn hắn phát hiện, hết thảy cũng là trình cung cố ý lưu lại cho thấy giống như thời điểm đổ khiêm bị giết, cho tới bây giờ trình cung không có công khai bạo lộ ẩn linh đao, cây đao này giống như là một thanh đao u linh, sau khi giết người nhanh chóng biến mất, không có những thứ khác sao, tô liệt mặt trầm như nước, tô hiểu là hắn nuôi từ nhỏ, cũng giống như nhi tử của hắn vậy, lúc này bị người ta giết chết, hắn tự nhiên là lòng như đao cắt, khó chịu vạn phần, trước mắt chỉ có thể ra được như vậy, ta đã phái ra người sưu tập một ít tư liệu khác, tuy tô liệt phẫn nộ, nhưng mà còn không có mất đi lý trí, khoát tay áo cho người lui xuống. Người nọ thi lễ lui ra ngoài, vừa vặn Nam Tuấn Anh tiến đến, tuy sự tình tô hiểu bị giết vẫn còn trong giai đoạn giữ bí mật, dù sao đại điển môn phái sắp cử hành, loại thời điểm này sao có thể công bố tin tức kia. Nhưng tô hiểu bị giết, các trưởng lão ủng hộ Nam Tuấn Anh tự nhiên rất vui vẻ, cho nên giờ phút này Nam Tuấn Anh trải qua dò hỏi liền biết rõ tin tức này, nhưng biểu hiện ra như hắn còn chưa biết, nhưng trong lòng đã sớm vui cười nở hoa sư tôn đệ tử đã bắt được tiểu nha hoàng kia tới chỉ là biểu hiện của nam tuấn anh rất đau lòng giống như là làm sai sự tình gì đó khó xử không biết nên mở miệng như thế nào hắn biết rõ tiểu nha hoàng này rất trọng yếu đối với tô liệt tuy lần này tổn thất thảm trọng nhưng coi như là hoàn thành nhiệm vụ nhất định là công lớn hơn tội hắn biểu hiện như vậy bất quá là cố ý gây nên nhưng lại làm cho hắn ngoài ý muốn chính là không đợi hắn nói xong tô liệt đã nói tình huống lúc đó ta đã biết rõ sắp xếp của ngươi coi như là đúng quy củ chỉ là vẫn còn quá trẻ khiếm khuyết cân nhắc nếu như lần này không phải có thái thượng trưởng lão ở một bên âm thầm tương trợ ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao nếu không phải sự tình trình gia làm cho hoàng thất mở một mắt nhắm một mắt ngươi cho rằng ngươi có thể lặng yên không một tiếng động đưa tiểu nha hoàng kia ra khỏi vân ca thành sao vốn là trên mặt nam tuấn anh ra vẻ khổ sở đau xót nhận lầm nhưng trong nội tâm vui vẻ đắc ý biến đổi, vậy mà Thái Thượng trưởng lão âm thầm tương trợ, những chuyện này Nam Tuấn Anh căn bản không biết, còn tình hình lúc đó, sắc mặt Nam Tuấn Anh càng phát ra khó coi, mồ hôi trên đầu cũng xông ra, nếu quả thật tổn thất ba gã siêu phàm kỳ, còn có phần đông cao thủ tẩy tủy kỳ, phạt mạch kỳ, kết quả lại không thu hoạch được gì, tội kia của hắn có thể to lắm, tốt rồi, lần này coi như ngươi làm không tệ, Lần sau thời điểm vi sư đi đan sư liên minh sẽ mang ngươi theo, sau này ngươi nhất định phải cố gắng, ít nhất tăng lên tới đan sư cấp 3, tạm thời bí mật khống chế nha hoàng kia lại, ngươi thì tiếp tục trợ giúp trù bị sự tình đại điển như bình thường, chuyện này không được để lộ một chút phong phanh gì, hiện tại tâm tình tô liệt rất không xong, nên cũng không còn đi để ý tới phản ứng của Nam Tuấn Anh quá nhiều, nói hai câu trực tiếp cho hắn ly khai, Nam Tuấn Anh vui mừng quá đổi, sau khi bái tạ liền cẩn thận lui ra ngoài, là ai, rốt cuộc là ai giết tô hiểu, Tô liệt ta thề sẽ không tha hắn, cho dù lật tung vân ca thành, ta cũng muốn tìm ngươi ra. Sau khi Nam Tuấn Anh rời đi, sát khí trên người tô liệt không hề che giấu thích phóng ra, lập tức bao phủ cả gian phòng. Sự tình một nha hoàng của trình gia bị người bắt đi vốn là biết đến sẽ không nhiều, bởi vì lúc đó rất vắng, thời gian cũng trong nháy mắt. Cho dù có một ít hệ thống tình báo biết, nhưng tin tức rất mơ hồ, cũng chỉ có Đông Phương Linh Lung là người trong cuộc mới có thể biết rõ ràng. Nhưng chuyện này rất nhanh liền huyên náo toàn thành đều biết, bởi vì khi Trình Đại Thiếu cưỡi ngựa dạo phố đã biết chuyện này, mới đầu Trình Đại Thiếu cũng không có coi chuyện này quan trọng, chỉ để cho mập mạp đi nha môn vân ca thành báo án, cũng không biết là bởi vì thái độ bàn tử vô cùng hung hăng càng quấy, hay là người trong nha môn căn bản không coi trọng, hai bên vậy mà trực tiếp đánh nhau trong nha môn, tuy bàn tử không bị tổn hại gì, nhưng mà sau khi tân khoa trạng nguyên Trình Đại Thiếu biết chuyện thì phát hỏa, trực tiếp mang người giết đến nha môn. Móa nó, căn bản không cần ta đi náo, chu duệ kia căn bản cũng không vừa mắt chúng ta, trước kia có mấy lần người của ta gặp chuyện không may ta đi kiếm người, mọi chuyện đều chuẩn bị tốt rồi, nhưng mỗi lần đều bị hắn trộn lẫn, người này cho mình là hoàng thân quốc thích, căn bản không đem chúng ta để trong mắt. Hơn nữa hắn ngoại trừ là tri phủ vân ca thành ra, còn kim nhiệm tư mã tướng quân, cho nên ngư vô cùng, đại thiếu còn nhớ trước kia chúng ta vẫn hay thiệt thòi trong tay hắn lần này hắn chỉ coi là chuyện bình thường xử lý, ta tự nhiên không chịu, cuối cùng còn đuổi ta đi ra, ta đoán chừng này là bởi vì hắn nể mặt đại thiếu ngươi, nếu không chỉ sợ trực tiếp giam ta lại, mập mạp cởi ngựa đi theo sau lưng trình cung, giờ phút này chạy tới nha môn tri phủ vân ca thành, tri phủ vân ca thành so với tri phủ bên ngoài thì cao hơn nửa cấp, so với tổng đốc thì kém hơn một chút, nhưng vân ca thành là địa phương nào, người bình thường căn bản trấn áp không được hôm nay tri phủ chu duệ của vân ca thành là hoàng thân quốc thích vốn tên là chu hoàng duệ nhưng bởi vì đương kim hoàng đế nên biến thành chu duệ ở vân ca thành tuyệt đối xem như nhân vật số má lúc này trình cung nghẹn lấy một bụng khí nghe mập mạp nói xong lập tức vui vẻ nói tốt tốt rất tốt chính là hắn đại thiếu bởi vì manh mối lưu lại quá ít bây giờ còn không có tin tức giá trị thông qua việc đối phương có thể rõ ràng nắm giữ hành tung của các nàng như vậy bản thân chuyện này rất có vấn đề. Là quản gia đang tiến hành thanh tra nội bộ, ta cũng toàn diện truy tra những phương hướng khác, hoàng thất bên kia cũng có chút tin tức, nhưng mà gần đây cũng không có động tĩnh gì quá lớn, hơn nữa dựa theo đại thiếu phân phó, không tiếc bất cứ giá nào thu mua nhân viên nội bộ của Vân Đan Tông, chúng ta cho đang dược mà bọn hắn ở Vân Đan Tông cả đời cũng không chiếm được, nhất là có đại thiếu lấy ra phương pháp luyện đan, mà ngay cả vị trưởng lão trước kia tranh đoạt vị trí tông chủ cùng tô liệt, chúng ta cũng liên hệ với, tin tưởng đến lúc đó hắn sẽ cho chúng ta một ít tư liệu hữu dụng. Hoàng thất bên kia thì phiền toái một chút, hiện tại sắc quỷ khống chế mạng lưới tình báo càng lúc càng lớn, hơn nữa trình cung, cung cung cấp tài nguyên cường đại, nhất là trình cung tiện tay viết ra một ít phương pháp luyện đan, lực dụ hoặc đối với đan sư tuyệt đối là không gì sánh kịp, cho nên hắn ở vân đan tông bên này tiến triển rất nhanh, ngươi dùng hết mọi biện pháp điều tra, xem phương hướng cuối cùng nhất ở đâu, hoàng thất bên này ngươi có thể điều tra được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ngươi bây giờ toàn lực điều tra vân đang tông là được, chuyện còn lại ta làm, trình cung nói xong, ngẩng đầu nhìn nha môn tri phủ cách đó không xa, tri phủ nha môn vân ca thành phụ trách tất cả sự tình lớn nhỏ của mấy trăm vạn người trong vân ca thành, phía dưới còn có rất nhiều ngành, cộng thêm quản hạt thị trấn chung quanh, quyền lợi so với tổng đốc hành tỉnh cũng không kém bao nhiêu, tri phủ nha môn bình thường không thụ lý vụ án, trừ khi một ít sự tình người phía dưới không xử lý được nếu như nghiêm trọng một ít như mấy sự tình trước kia trình cung gây ra không phải thành vệ quân thì là cấm vệ quân quản tuy nhiên như thế nhưng cửa ra vào của tất cả nha môn đều dựa theo quy củ thượng cổ ngay cả trước hoàng cung cũng đồng dạng đó chính là có đặt một cái trống lớn mau nhìn những người này cưỡi đều là bảo mã là đại nhân vật nào đến sao không có thông tri hình như về phía nha môn tri phủ chúng ta chẳng lẽ là vị hoàng tử nào đến hay sao hoàng tử cũng chưa chắc phô trương như vậy ngươi xem hơn trăm người bọn hắn đều cưỡi bảo mã không đúng là người trình gia ngươi thấy mập mạp phía sau kia không ta biết hắn phía trước hình như là trình đại thiếu đứng đầu tứ đại hại đã biết hắn nhất định sẽ đến các ngươi nhanh cho người trông coi ta đi thông báo đại nhân nhanh nhanh đi thông báo đại nhân động tới người của hắn để nhất hoàng khố chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bọn người trình cung còn chưa tới rất xa đã bị người canh cửa nhận ra đã có người vội vàng hấp tấp nhảy vào bên trong con mẹ nó thời điểm ta tới thì bọn họ ngăn cản ở ngoài cửa nửa canh giờ sau khi tiến đại vào sảnh lại đợi cả buổi mới có một chủ sự tới tiếp đãi hiện tại đại thiếu còn chưa tới bọn hắn đã sợ tới mức tè ra quần rồi quả nhiên không hổ là thần tượng của ta bàn tử xoa xoa mấy chỗ còn đau trên tay nói sắc quỷ ở một bên hướng về phía mập mạp giơ ngón tay cái lên bàn tử không có phát hiện a à. Công phu vuốt mông ngựa của ngươi rất tiến bộ, lợi hại. Bàn Tử không chút khách khí ôm quyền chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì Tiểu Tuyết bị người bắt đi, bọn hắn cũng đồng dạng phẫn nộ, càng thêm lo lắng cùng áp lực. Nhưng đúng như Trình Cung nói, loại phẫn nộ cùng áp lực này lại không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, phải cố gắng giống như bình thường. Này còn chưa đủ, muốn chơi thì chơi lớn. Trình Cung nói xong, đột nhiên đưa tay hất lên, phi đao liên tiếp bay ra, thùng đột nhiên cái trống trước cửa nhà môn vang lên phi đao của trình cung bay đến đều bị nguyên khí bao khỏa hắn cũng không phải muốn đâm lũng cái trống này dùng nguyên khí bao lấy phi đao đánh vào chiếc trống thanh âm này giống như mấy người phạt mạch kỳ toàn lực thi triển âm ba công công kích a à, mấy tên lính ở cửa ra vào trực tiếp bị chấn hôn mê thùng. thùng 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 một tiếng kia chỉ là bắt đầu thời điểm thanh âm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán các phi đao phía sau của trình cung đã nện tới Trình Cung ở kiếp trước có rất nhiều bí tịch, dùng cảnh giới và năng lực của hắn lúc đó, cộng thêm hắn đạt được những vật kia đều là vật cao cấp nhất do người đem tới cầu đan dược, cho nên thành tựu các phương diện cũng không thấp. Đối với phương diện âm ba công cũng là như thế, giờ phút này thanh âm tiếng trống gia điệp, dùng nguyên khí đánh chấn động, trong giây lát thanh âm vang vọng hơn 10 dặm chung quanh, nửa vân ca thành đều có thể nghe được thanh âm này. Cũng may Trình Cung không phải cố ý dùng cái này tiến hành công kích, tầng Tần điệp gia chỉ là vì hiệu quả truyền bá, cho nên ngoại trừ bốn binh sĩ đứng gần té xỉu, những người khác chung quanh tối đa chỉ cảm giác mê muội, nhưng cũng không có vấn đề lớn, nhưng động tĩnh lần này cũng lớn, nhiều tiếng rung trời, thời điểm đội ngựa của bọn hắn tiếp cận, cổ thanh âm đã này một hơi vang lên 18 tiếng, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người phản loạn, hay là đế quốc đột kích, đây là tiếng trống nơi nào, không phải là mang hoàng cổ ngoài hoàng cung chứ. Nghe nói mang hoang chùa y đã bị người mang tộc đạt được, cũng vài thập niên mang hoang cổ chưa có gõ qua, hình như là tri phủ nha môn, chẳng lẽ chỗ chu duệ xảy ra chuyện gì rồi, chương 188, tạo phản bởi vì ngươi. Người không biết đột nhiên nghe âm thanh như thế đều hoảng hồn, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bình thường có thể có động tĩnh lớn như thế chỉ có trống làm bằng mang hoàng gia ngoài hoàng cung, nhưng trống này cũng không phải là tùy tiện có thể gõ vang, cũng có một chút người lợi hại, nghe xong là biết phía nha môn tri phủ truyền đến lần này khiến cho nha môn tri phủ trở thành tiêu điểm cho toàn bộ vân ca thành cho dù người bình thường không biết cũng sẽ rất nhanh biết rõ thanh âm này là từ nơi này truyền tới lớn mật người nào dám đến trước nha môn tri phủ nháo sự nhưng vào lúc này có một gã thống lĩnh mang theo hơn 10 người đi ra nha môn bình thường có thể có một ít binh lính bộ khoái cũng không tệ rồi nhưng trong nha môn tri phủ đế đô thì toàn bộ đều là quân chính quy dù sao Chu Duệ còn Kim Tư Mã tướng quân, lần này Trình Cung tới không chỉ mang theo bàn tử cùng Sắc Quỷ, phía sau của hắn còn đi theo Trình Lập cùng một đám thành viên huyết chiến, mà ngay cả lão Mã cũng lăn lộn ở trong đó, bắt lại, Trình Cung nhìn cũng không nhìn bọn hắn, phóng ngựa trực tiếp vào trong. Hả? Tên thống lĩnh kia thoáng cái ngẩn người, bởi vì lời kịch này hắn quá quen thuộc, đây là lời bọn hắn thường xuyên nói, hắn ngược lại cũng không nhận ra Trình Cung đến nhưng mà bọn hắn xem khí thế những người này liền không phải người bình thường, cho nên những lời này hắn liền nhịn xuống chưa nói, lại không nghĩ rằng bị trình cung nói, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, những người này so với trong tưởng tượng của hắn thì hung hãn hơn nhiều lắm, không nói hai lời liền vọt lên, không nghĩ tới nhất chính là, hắn cùng thủ hạ của hắn còn chưa kịp chống cự đã bị bắt toàn bộ. Thống lĩnh này trơ mắt nhìn bọn người trình cung lướt qua hắn trực tiếp phóng ngựa nhảy vào trong nha môn, thần sắc tràn đầy kinh hãi những người này rốt cuộc là người nào vậy mà phóng ngựa nhảy vào nha môn tri phủ đây cũng không phải là nha môn tri phủ bình thường chẳng lẽ bọn hắn không biết xem điệu bộ này không có khả năng không biết a à? còn có mình nói như thế nào cũng là thống lĩnh hơn nữa cho dù ở trong thống lĩnh cũng coi như là nhân tài kiệt xuất là võ giả phạt mạch kỳ thậm chí ngay cả cơ hội hoàng thủ cũng không có đã bị mấy cái thoạt nhìn chỉ là binh lính bình thường bắt lại mình cùng thủ hạ cũng đều đã tham gia chiến đấu cũng không phải binh sĩ trói gà không chặt bình thường, tại sao có thể như vậy? Nhà môn tri vân ca thành phủ rất lớn, phản ứng cũng coi như nhanh chóng, bọn người trình cung vừa nhảy vào đại môn, một cánh cửa bên trong đã đóng lại, đánh nát nó đi, chỉ là đây cũng không phải là cửa thành, trải qua pháp lực đặc thù gia trì qua, hay sử dụng kim loại luyện chế qua, tuy rất dày nhưng cũng chỉ là cửa gỗ mà thôi, ha ha, cái này thoải mái, ta đến. Chuyện này ta sớm nghĩ đã lâu, mẹ nó, rốt cục có cơ hội, bàn tử nói xong, thân thể to lớn trực tiếp nhảy lên, hắn vừa nhảy lên thì thân thể con ngựa kia rõ ràng cao lên một tí, nhẹ nhõm thoải mái thở ra tiếng phì phì trong mũi, hiện tại bàn tử cũng đã tiếp cận tồn tại phạt mạch kỳ, mỗi ngày dựa vào sơn hà đồ tu luyện tiến bộ rất nhanh, hắn cũng không có lấy trảm long đao ra, trực tiếp dùng nguyên cương hộ thể vọt tới, oanh, cánh cửa cực lớn trực tiếp bị bàn tử đụng bay, sau đó đổ ầm ầm vào trong bên, quá thống khoái bàn tử rất thoải mái nói, từ khi bị đổ da đuổi ra khỏi cửa, sau đó lăn lộn bên ngoài, hắn không ít làng ăn thiệt thòi từ nha môn. Nếu không có trình cung cho hắn chỗ dựa, có lẽ hắn sớm đã bị giam lại, hiện tại rốt cục có thể phát tiết một phen, bọn hắn xông vào sân nhỏ bên trong, giờ phút này từ bên trong vọt ra mấy trăm tên lính, còn có một chút tên nỏ xuất hiện ở nóc phòng cùng trên vách tường chung quanh, chỉ là những người kia hiển nhiên cũng nhận được qua mệnh lệnh, bày ra tư thế nhưng nhưng không có lập tức công kích, chỉ là mỗi cái đều khẩn trương, hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn bọn người trình cung, loại chuyện này cho dù người ở trong nha môn cả đời cũng là lần đầu gặp được, dưới tình huống không có tạo phản, coi như là hoàng tử hoàng tôn cũng không dám lớn lối như vậy a à. nơi này chính là nha môn tri phủ, là địa phương thể hiện quyền uy của hoàng đế, trùng kích ở đây sẽ như tạo phản, ai điên cùng dám làm chuyện này như vậy. Đều nói trình gia đại thiếu coi trời bằng vung, hôm nay xem như thấy được, thậm chí ngay cả nha môn cũng dám trùng kích, thật sự là cả gan làm loạn, coi trời bằng vung. Lúc này, từ sau viện đi ra một người gầy yếu thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn cũng đã hơn 50, mặt không có ba lượng thịt, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt lại mang theo tinh mang, tuy gầy còm nhưng một thân quan phục tam phẩm lộ ra uy nghiêm vô cùng, tri phủ bình thường là tứ phẩm, nhưng Vân Ca Thành không giống bình thường, so với tổng đốc nhị phẩm chỉ kém một bậc mà thôi người này đúng là tri phủ vân ca thành chu duệ chu duệ đã từng là tướng quân lãnh binh cho nên hắn đồng thời kiêm nhiệm tư mã tướng quân mới thuận lý thành chương cho nên trên người hắn cũng không có khí chất văn sĩ như quan văn bình thường tuy gầy còm nhưng làm cho người ta cảm giác cũng tuyệt đối là đại tướng trình cung lẳng lặng nhìn những binh lính này tốc độ phản ứng thật đúng là không chậm xem ra chu duệ này trị quân quả nhiên rất có nghề trách không được ngay cả gia gia cũng tán thưởng hắn bất quá hiện tại hắn cũng tức giận đến quá sức nếu không sẽ không nói liên tục hai câu coi trời bằng vung, từ đó có thể biết phẫn nộ trong lòng hắn, trình cung cười to, ha ha, coi trời bằng vung, cái từ này rất dễ nghe, ta thích, vốn đại thiếu rất thích coi trời bằng vung, chu duệ nghe trình cung nói mà khẽ nhíu mày, trình cung này có thể chiến thắng tứ đại tài tử, có thể thi đậu trạng nguyên, tuyệt đối không phải loại người không có đầu óc. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại làm ra vẻ ngông cuồng như vậy, cho dù muốn giả bộ cũng sẽ không nên như thế chẳng lẽ hắn thật sự là một thiên tài quần là áo lược sự tình của trình cung chu duệ không chỉ là nghe nói thân là tri phủ vân ca thành quan trọng nhất với tư cách là người hoàng đế coi trọng hắn tự nhiên biết rõ quan hệ của trình gia cùng hoàng gia không tốt cho nên sự tình trình gia hắn cũng đặc biệt lưu tâm những chuyện gần đây của trình cung hắn cũng một mực nghiên cứu nhưng mà càng nghiên cứu càng cảm giác nhìn không thấu nói trình cung không phải quần là áo lược ai cũng không tin nhưng hắn là quần là áo lược lại hết lần này tới lần khác không giống quần là áo lực bình thường, thiên tài quần là áo lực, quần là áo lực thiên tài phá gia chi tử, đây là ý nghĩ mà giờ phút này đột nhiên xuất hiện trong đầu Chu Duệ, thích. Ta xem là ngươi điên rồi, trùng kích nha môn là trọng tội mưu phản, mặc kệ ngươi là thật quần là áo lực hay giả quần là áo lực, có ý đồ khác cũng tốt, giả ngay giả dại cũng tốt, ngày hôm nay bổn tướng quân ngược lại là muốn chiếu cố ngươi, mưu phản, cái từ này cũng không phải là tùy tiện nói bất luận là nói người hay bị nói người bởi vì cái này can thiệp quá lớn trước kia có người muốn lật đổ trình gia nên từng nói như thế nhưng kết quả cũng không quá tốt bởi vì cho dù hoàng đế không hài lòng thế nào hắn cũng khó có khả năng ủng hộ thuyết pháp này trừ khi hắn muốn một trình gia tạo phản đát 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 những con ngựa khác đứng thẳng bất động binh sĩ chung quanh đều khẩn trương nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ trình cung thoáng rủi ngựa đi đến chu duệ tiếng vó ngựa lộ ra đặc biệt vang dội Binh sĩ bên người Chu Duệ tiến lên bảo hộ chỗ sung yếu, Chu Duệ lại khoát tay ngăn bọn hắn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Cung, trên cao nhìn xuống, Trình Cung cầm roi ngựa trong tay chỉ Chu Duệ, tại đây là địa phương nào, hừ, Chu Duệ hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải coi trời bằng vung sao, bổn quan còn muốn hỏi ngươi, hỏi cái con mẹ ngươi, Trình Cung vô cùng hung hăng càng quấy dùng roi ngựa chỉ Chu Duệ, lại chỉ đại đường phía sau hắn nói, vốn đại thiếu đương nhiên biết rõ đây là đâu, nhưng ngươi lại không biết. Ngươi ngay cả mình làm ăn cái gì cũng không biết, thân là tri phủ Vân Ca Thành, Vân Ca Thành bị ngươi quản rối tinh rối mù, hơn 10 vạn người sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chịu đủ dày vò không ai để ý tới, ông nội của ta chính là Trấn Quốc Công, kết quả ngay cả người trong Trấn Quốc Công Phủ của chúng ta dưới ban ngày ban mặt bị người bắt đi, gia gia là Trấn Quốc Công, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, phụ thân ta là đại tướng quân Trấn Thủ Đông Nam mang tộc, nhị thúc ta chính là đại tướng quân Trấn Thủ Tây Phương Đồ Đằng Đế Quốc vốn đại thiếu là tân khoa trạng nguyên văn khúc tinh chuyển thế, nha hoàng kia mặt ngoài là nha hoàng, trên thực tế là nhân vật trọng yếu của trình gia chúng ta, mốt khi nàng bị bắt đi tiết lộ tình báo gì, tội này ngươi đảm đương được hay sao hả, bàn tử sớm đã báo án, cầu bọn hắn lập tức tìm tiểu tuyết bị bắt đi về, nhưng nha môn ở đây lại làm ngơ, loại chuyện này không về bọn hắn quản. Loại người bình thường mất tích này, từ trước tới nay đều do nha huyện phía dưới cai quản. Trên thực tế vân ca thành to như vậy, trừ khi hoàng thân quốc thích hoặc là người có thế lực lớn xảy ra chuyện gì nếu không chu duệ xác thực không cần quản bởi vì từng khu phía dưới đều có nha môn xử lý những chuyện này cộng thêm thân phận cùng tính tình đặc biệt của chu duệ vương công quý tộc bình thường cũng không muốn đơn giản trêu chọc hắn cho nên bọn hắn cũng đã sớm quen như thế nhưng đây chỉ là luật bất thành văn bọn hắn không cần quản không có nghĩa là bọn hắn không có trách nhiệm quản nếu quả thật tìm đến bọn hắn mà nói bọn hắn nhất định phải quản chỉ là trước kia còn chưa từng có người tới mà thôi, ngươi biết ngươi họ gì sao? Ngươi họ Chu, là quốc họ, là hoàng thân quốc thích, cũng bởi vì như vậy càng cần phải làm chủ cho dân. Đang làm tri phủ, có người báo án ngươi lại đánh người ra, vốn đại thiếu liên tiếp gõ 18 tiếng trống, vậy mà ngươi không thăng đường, mặc kệ có chuyện gì ngươi đều phải thăng đường, ta nói không sai chứ, trình cung ở đổ gia có thể nói làm đổ đạo không hôn mê. Phương diện khẩu tài hắn tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, ngay từ đầu trước hết thăng cấp sự tình, tăng độ cao lên, bay lên đến trình độ quốc gia, đồng thời cũng ném sự tình khu mẹ quá con cô ra ngoài, sau đó thì bắt đầu chỉ vào Chu Duệ mà mắng, không thăng đường không nói, lại còn chỉ huy quân đội bao vây, ta xem người muốn tạo phản là ngươi." Trình Cung nói xong, cầm roi ngựa trong tay chỉ một vòng, "Các ngươi nghĩ cho kỹ, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản cùng Chu Duệ, vốn đại thiếu chính là Tân khoa trạng nguyên?" ba ngày cưỡi ngựa dạo phố còn chưa có chấm dứt bởi vì biết người trong nhà gặp chuyện không may nên tới báo án mà các ngươi lại dám như thế có biết vốn đại thiếu cưỡi ngựa dạo phố chính là nâng quốc uy hay không thể hiện hoàng uy chẳng lẽ các ngươi muốn phản quốc muốn bất kính với hoàng thượng chu duệ là một người phi thường nghiêm khắc đối với trình cung hắn vẫn khinh thường kể cả mới vừa nói ra hai chữ mưu phản này hắn cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ ở trong mắt hắn xem ra dính đến mưu phản ngay cả trình lão gia tử cũng phải cẩn thận, huống chi xuất từ trong miệng của mình. Lần này tự nhiên sẽ không có kết quả gì, nhưng lời này truyền đi liền không giống với lúc trước, hạt giống trình gia mưu phản xem như gieo xuống, về sau còn có chỗ trọng dụng, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, sau khi hắn nói xong câu đầu tiên, sau đó căn bản không có cơ có thể nói, mà trình cung mỗi một câu lại đem lý đoạt tận. Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, trong ba ngày giống như trẫm đích thân tới, đại biểu hoàng uy. Nếu như tùy tiện ảnh hưởng là tội khi quân, trong nội tâm Chu Duệ cũng có chút hối hận, như thế nào lại quên chuyện này? Chương 189, cho ngươi oan chết. Lúc này ánh mắt Chu Duệ rơi xuống chỗ cửa lớn, không đợi hắn nói gì, Trình cung lập tức chuyển chủ đề chỉ mập mạp, xem không thấy sao, ngươi thấy người ta lo lắng, vội vàng thế nào không, vì chạy tới báo án mà không khống chế nổi thân hình đụng vào trên cửa, cũng may cái cửa này của các ngươi lâu năm không tu sửa nên chưa đụng chết người ta, nếu như đụng chết, ngươi lại thêm một tội trạng, cái gì lâu năm không tu sửa, này chính là căn cứ chính xác các ngươi xông vào nha môn. Còn có, chương trình nha môn bổn quan tin tường hơn ngươi, nếu như người này thực trọng yếu như vậy, các ngươi có thể thông tri cấm vệ quân tìm, người bình thường mất tích là nha môn phía dưới tiếp nhận, sau đó sẽ thông báo lên, bổn quan sẽ có kết luận nên xử lý như thế nào. Chu Duệ bị Trình Cung nói, không thể không đề khí quát một tiếng, mát bàn tử nghe xong nóng nảy, cửa của ngươi là do ta đụng, có việc thì ngươi tìm ta, sự tình đại thiếu không dính líu tới ta, ta đụng cửa của ngươi ta phụ trách, các ngươi tìm ta mà tính, ta xem ngươi giải thích thế nào về chuyện phái người vây công đương kim trạng nguyên, môn đồ nghịch này, mập mạp lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên không sợ, không cần phiền toái như vậy, trình cung vô cùng hung hăng càng quấy cầm roi ngựa chỉ vào chu duệ, ngươi nói đạo lý rõ ràng, đại thiếu cũng có lý, Loại chuyện này ngươi có phải cho rằng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý hay không? Cuối cùng nhất cũng không giải quyết được gì. Vậy ngươi sai rồi. Cho ngươi xem cái này. Trình Cung nói xong, trực tiếp lấy ra một cái trương từ trong không gian giới chỉ, trực tiếp đánh tới Chu Duệ. Chu Duệ không phải quan văn bình thường, căn bản không cần trương hồng bay tới trước mặt hắn, lăng không tiện tay một trảo, nắp hồng trực tiếp hóa thành tro bụi. Một cuốn sách liền xuất hiện trong tay hắn, đọc nhanh như gió thần sắc chu duệ lập tức đại biến phong độ vừa rồi cũng đã mất đưa tay lật xem lại cuốn sách càng xem thần sắc chu duệ càng khó coi trình cung nhìn chu duệ không có nửa điểm thương cảm hắn hận không thể hiện tại tiêu diệt người này nếu như người đối nghịch với hắn thì hắn sẽ không kiên nể gì cả khu mẹ quá con côi kia bên trên cố ý chèn ép bên ngoài xuất hiện nhiều sự tình không công bình như vậy bẩn sự tình vụn trộn dơ càng nhiều sắc quỷ gần đây sưu tập rất nhiều những vật này đủ cho Chu Duệ chết mấy lần. Đương nhiên, hắn là phụ tá đắc lực của hoàng đế, tử tội là chắc chắn sẽ không có, trong thời gian ngắn nhưng hoàng đế không có thể ủy thác trách nhiệm cho hắn. Vốn là gần đây muốn chỉnh hợp vị trí tổng đốc năm tỉnh cho hắn, tổng đốc năm tỉnh, cộng thêm có hoàng đế chèo chống, ủy thác trách nhiệm đối phó yêu thú xâm lâm, được phép tổ kiến quân đội, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi quân đội đối kháng bạo hùng quân đoàn, thiên hồ quân đoàn, lôi đình quân đoàn, có được lực lượng cường đại, trên thực tế chuyện khu mẹ quá con cô này, khẳng định Chu Duệ chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng Trình cung chính là muốn hắn vác cái oan ức này, Trình cung để cho tất cả mọi người biết rõ, muốn động Trình gia phải trả giá thật nhiều. Trong khu mẹ quá con cô này có quá nhiều chuyện, còn có bên trong Vân Ca thành này có rất nhiều sự tình không đến trên mặt bàn. Trên thực tế những chuyện này ai làm tri phủ đều khó có khả năng xử lý hoàn toàn tốt, nhưng phải xem có người lật lên hay không đồng thời cũng phải xem người này có đủ quyền thế hay không hoàng đế liên tiếp ra chiêu trước mặt kệ sự tình tiểu tuyết lần này có phải hoàng đế làm hay không trình cung cũng phải thử một chút nhớ kỹ nếu như ngày mai còn không nghe thấy ngươi mang những vật này đến trước mặt bệ hạ nhận tội ta sẽ đem những cái này công bố dân chúng hậu quả chính ngươi cân nhắc trình cung nói xong thúc ngựa trực tiếp đi ra ngoài lúc hắn đi đến cửa lớn trình cung như là đột nhiên nhớ tới cái gì nhẹ nhàng níu dây cương lại về sau nhớ kỹ sự tình trình gia ta tuy nhỏ cũng là đại sự đại thiếu nửa đêm đi tiểu cũng là chuyện đại sự hiện tại lập tức phái tất cả mọi người điều tra cho bản đại thiếu nếu nha hoàng của đại thiếu mất một cộng tóc lần sau đại thiếu đến sẽ sang bằng nha môn tri phủ này trình cung nói xong thúc ngựa ly khai vốn những binh lính kia là vô cùng khẩn trương lo lắng đều nghe ngây người mấy người bên cạnh chu duệ nhìn hắn đều có chút nhịn không được cảm thán chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy Tri phủ chính là xưng hô của người đứng đầu một tỉnh, địa vị Vân Ca Thành tự nhiên so với thủ phủ bình thường còn trọng yếu hơn. Ở phủ nha đế đô, trình cung phóng ngựa mạnh mẽ đâm tới không nói, còn hung hăng càng quấy như thế, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tướng quân, ách. Cứ như vậy để cho hắn rời đi sao, đại nhân, không thể thả hắn đi như vậy a à. đây quả thực quá kiêu ngạo, thuộc hạ nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả, cho dù trình đại soái truy cứu, bệ hạ trách phạt, thuộc hạ chết một lần mà thôi, cầu xin đại nhân hạ lệnh, quá kiêu ngạo, nếu như cứ để hắn đi như vậy, người trong nha môn tri phủ chúng ta về sau không có biện pháp ngẩng đầu ở Vân Ca Thành A, đại nhân. Tướng quân, hai gã siêu phàm kỳ đi theo phía sau chu duệ có được pháp lực, mặt khác còn có hơn 10 phạt mạch kỳ, tẩy tủy kỳ cũng hơn 10 tên, càng có mấy trăm binh lính, những người này đều bị lời nói của trình cung chọc giận đến toàn thân phát trung. Nếu không phải bình thường chu duệ quân kỷ nghiêm minh, chỉ sợ bọn hắn đã sớm xông lên, là cái bẫy, hiện tại nếu như động thủ, sau đó sự tình công bố ra ngoài, người đó cũng không bảo vệ được mình. Đến lúc đó bệ hạ không muốn giết mình cũng không được, tuy biết mình là chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng mà đồng dạng sẽ giết mình, dù sao cái quan ức này không có khả năng để cho hoàng đế đi vác. Như vậy là thành toàn hắn, nếu như đây hết thảy không phải sau lưng có người điều khiển, trình cung kia thật sự rất đáng sợ hiện tại người bên cạnh mình cảm thụ chính là hắn hung hăng càng quấy truyền tới trong mắt người khác có lẽ sẽ càng thêm không chịu nổi nhưng trên thực tế sự lợi hại của hắn chu duệ lại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chu duệ hạng gì thông minh nhưng bây giờ hắn là tú tài gặp được binh lính có lý nói không rõ hoặc nhìn hắn là bị trình cung nói cho không lời nào để nói trên thực tế hắn là bị cái oan ức này nện choáng luôn hơn nữa trình cung nện xong liền đi những chuyện trước kia bất quá là cố ý gây nên chính là vì để cho chuyện này lan truyền ra ngoài. Nội dung cụ thể chắc chắn Chu Duệ sẽ không nói cho bất kỳ người nào, cái này càng làm vô số người phỏng đoán, mà trình đại thiếu cưỡi ngựa trùng kích tri phủ Vân Ca Thành, sau đó nghênh ngang ly khai, cũng sẽ truyền khắp Vân Ca Thành. Lần này không giống bất luận cái gì trước kia, cơ cấu quyền lực chính thức của quốc gia bị trình cung mạnh mẽ đâm tới, phóng ngựa qua lại tự nhiên, mặt ngoài thoạt nhìn chính là đánh mặt tri phủ nha môn cùng Chu Duệ, nhưng thực tế chính là đánh mặt hoàng đế hắn là hoàng khố, các ngươi có thể là hoàng khố sao? Hắn có thể làm ẩu các ngươi cũng có thể làm ẩu sao? Hắn không theo quy củ làm việc các ngươi cũng có thể không theo quy củ làm việc sao? Các ngươi cho mình là lưu manh sao? Hiện tại lập tức đều trở lại cương vị của mình, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả bộ khoái, nha dịch của Vân Ca Thành, truy tra vụ án nha Hoàng Trình Gia bị bắt, dù cho tu dưỡng của Chu Duệ tốt đến mấy cũng nổi giận, Thực tế giờ phút này thủ hạ còn ở đằng kia kêu gào muốn giáo huấn trình cung, vấn đề này không phải đơn giản là giáo huấn trình cung như vậy, cho dù không sợ trình lão gia tử, hôm nay đánh trình cung một trận rồi giam lại, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chuyện này động tĩnh quá lớn, cho dù hoàng đế không muốn giết mình cũng không được, Chu Duệ quản lý Vân Ca thành này, cũng không quá đáng là vì tăng kinh nghiệm mà thôi, dù sao lúc trước hắn chỉ có kinh nghiệm tòng quân, không có kinh nghiệm chủ chánh một phương như vậy mới phải đề bạc hắn trở thành quản hạt tổng đốc năm tỉnh, hiện tại trong nội tâm Chu Duệ hối hận a, à, sớm biết mình làm gì đến đế đô. Nhưng trên thực tế đây cũng chính là hắn tưởng tượng, dù sao lúc ấy hắn không phải đại tướng quân, không có biện pháp trực tiếp đề bạc làm tổng đốc một tỉnh, càng không có khả năng trở thành tổng đốc quản hạt năm tỉnh, nhưng hiện tại những chuyện này đã không còn trọng yếu, sự tình khu mẹ quá con côi, trình cung dùng một phương thức như vậy, nặng nề đánh vào trên mặt hoàng đế đồng thời cũng làm rối loạn bố trí cùng an bài của hắn chấm chấm chấm. đại thiếu kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ sau khi đi ra khỏa nha môn tri phủ lập tức bàn tử trầm giọng hỏi trong nội tâm mọi người đều rất rõ ràng náo nha môn tri phủ cùng bắt bọn họ phái người điều tra kia chỉ là một loại sách lược cùng thái độ căn bản cũng không có khả năng chỉ nhìn bọn họ đợi chúng ta không thể gấp như vậy đối phương mới có thể thư giãn chúng ta mới có cơ hội Thanh âm Trình cung trở nên vô cùng bình tĩnh nói, nói xong nhìn về phía Sắc Quỷ nói, "Sắc Quỷ, bên này ngươi làm thí điểm nhanh, chỉ cần bọn hắn chịu hợp tác, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng bọn hắn, bất luận là phương pháp luyện đan, đan dược, ngươi trước đều đáp ứng bọn hắn, nhất là phương diện phương pháp luyện đan, ngươi có thể nện mạnh vào, nện cho bọn hắn chống mặt, nện cho bọn hắn nghe lời của chúng ta." Ta cẩn thận nghĩ tới, tuy Hoàng Thất Cùng Vân Đan Tông đều có thể nhưng khả năng là Vân Đan Tông chiếm hơn chính thành, hoàng thất bên kia gia gia đã điều tra, chúng ta bên này toàn lực điều tra Vân Đan Tông, ta đã an bài hết thảy mọi người đi làm chuyện này, tuy bây giờ còn không có chứng cớ rõ ràng, nhưng mới vừa rồi lại nhận được một sự tình về Nam Tuấn Anh, hành trình, phản ứng của hắn, mục đích dừng lại đế đô đều rất không bình thường, hơn nữa sau khi tiểu tuyết bị bắt, hắn lập tức chạy về Vân Đan Tông. Đủ loại dấu hiệu phản ứng, Vân Đan Tông là khả nghi nhất, ta sau đó đàm phán cùng trưởng lão kia, hắn đã động tâm chịu theo ta làm việc, ta liền có thể nắm chắc khống chế được hắn cho chúng ta sử dụng, sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tìm ra tiểu tuyết. dưới tình huống không có chứng cứ trực tiếp cùng tình báo, lúc này là thời điểm khảo nghiệm người vô cùng mạnh nhất, rất rõ ràng sắc quỷ làm rất tốt, cái này liền giao cho ngươi rồi, cần ta làm cái gì, ngươi trực tiếp nói với ta là được. mập mạp, trình lập, trước khi không có tin tức cụ thể các ngươi theo ta tiến hành huấn luyện tàn khốc nhất, phải trong thời gian ngắn nhất làm cho thực lực tăng lên trên phạm vi lớn. Trình cung có được trí nhớ ở kiếp trước, biết thực lực trọng yếu vô cùng, càng về sau càng thêm tàn khốc, thực lực cũng càng trọng yếu. Vốn trước kia hắn ngoại trừ nghiêm khắc đối với mình một ít, cũng phản đối bàn tử cùng những người khác đưa ra tu luyện minh sát. Một mặt là bởi vì giai đoạn hiện tại là trợ giúp bọn hắn đặt nền móng, tích xúc tiềm lực, một mặt khác là bởi vì không có gặp được sự tình nghiêm trọng tình huống bây giờ có biến, trình cung đã chuẩn bị làm một cuộc lớn hơn, đúng, theo chân bọn họ làm đến cùng, quản hắn là ai, chí chiến đấu của bàn tử ngẩng cao, bất luận là hoàng thất hay là vân đan tông cũng không phải dễ treo, lần này rất có thể phải xung đột chính diện, tăng cường thực lực là nhất định phải làm, chương 190, đặt huống điên cuồng. Phản ứng của trình lập ngược lại không quá lớn, tuy hiện tại không khinh thường trình cung như trước kia, nhưng Trình Lập cũng không cho rằng Trình Cung có khả năng giúp đỡ hắn cái gì, dù sao hắn đã là siêu phàm kỳ, không giống như phạt mạch kỳ trước kia tăng lên dễ dàng như vậy. Giờ phút này trong đầu Trình Lập còn đang nghĩ tới chuyện trùng kích nha môn tri phủ vừa rồi, ảo diệu bên trong, quan hệ trước sau, càng cân nhắc càng cảm giác bên trong rất có liệu, rất có ý tứ, rất đặc sắc, sau khi Trình Cung bàn giao, Sắc Quỷ lập tức mang theo một số người ly khai, Trình Cung thì mang theo mập mạp, Trình Lập chạy về đổ thần phủ. Mặc dù nói trình phủ càng an toàn hơn, nhưng mà càng làm cho người ta chú ý, từ khi đổ thần phủ được mập mạp tiếp nhận đã làm rất nhiều cải biến, trong đó trọng yếu nhất là đã thông một ít mật đạo cùng một ít cửa hàng khác chung quanh, nhà dân kết nối với nhau. Những địa phương này cũng đều là bàn tử khống chế, kể từ đó bọn hắn ra vào đổ thần phủ có thể không đi theo cách bình thường, nhất là sau khi có đại bạch cùng tiểu bạch càng cần như thế hơn nữa. Hiện tại bên người trình cung có lão mã, bản thân lực lượng cũng có thể chiến một trận cùng siêu phàm kỳ trừ khi gặp tồn tại như huyết y lão tổ đột nhiên đánh tới nếu không phương diện an toàn trình cung căn bản không cần lo lắng bộ phận trong đổ thần phủ đã sớm có cải biến long trời lở đất dỡ bỏ rất nhiều kiến trúc vô dụng chung quanh trồng rất nhiều cây cối rậm rạp ở trình cung xếp đặt thiết kế những cây cối này sinh ra hiệu quả trận pháp cho dù tinh thần lực của siêu phàm kỳ bình thường cũng không có biện pháp điều tra đến tình huống nơi này bốn người các ngươi còn biết trở về a à, trong nhà đã loạn một bầy trở lại đổ thần phủ bàn tử thấy đại bạch tiểu bạch túy miêu cùng mảnh hổ vừa mới trở về lập tức phàn nàn nói kỳ thật chúng ta không có đi ra ngoài bao lâu tiểu bạch cảm giác rất oan uổng lập tức muốn giải thích nhưng một câu nói còn chưa dứt lời đã bị đá một cước thân thể hắn lão đảo lùi lại hai bước vừa quay đầu lại lại phát hiện đại bạch như không có chuyện gì nói chuyện hoàn toàn không giống ma thú giơ tay lên chỉ chỉ túy miêu cùng mãnh hổ đúng chúng ta chỉ là bảo hộ hai người bọn họ tiểu bạch phản ứng coi như không chậm vội vàng học theo đại bạch thò tay chỉ vào túy miêu cùng mãnh hổ bên cạnh biểu hiện của đại bạch tiểu bạch làm cho trình lập sững sờ yêu tu bị hàng phục cái này cũng quá khoa trương đi phải biết rằng yêu tu siêu việt yêu thú cấp chính có bao nhiêu khủng bố yêu tu tương đương với siêu phàm kỳ trong nhân loại sức chiến đấu so với đồng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều chúng nguyên một đám chết cũng không chịu bị nhân loại khống chế hôm nay là thế nào chẳng lẽ trình cung học được phương pháp ngự yêu của đồ đằng đế quốc chỗ cũng không đúng a à, cho dù ở đồ đằng đế quốc yêu tu trở lên cũng là tồn tại thủ hộ giả nhưng xem đại bạch cùng tiểu bạch như vậy như thế nào cũng không giống thủ hộ giả cao cao tại thượng kia hơn nữa hai người này làm cho trình lập có một cảm giác phi thường kỳ quái hoàn toàn không như một yêu tu bình thường yêu thú khác không cảm giác được trình cung đặc biệt nhưng đại bạch cùng tiểu bạch lại có thể cảm nhận được một ít, hơn nữa theo lực lượng trình cung tăng lên, tinh thần lực không ngừng khôi phục, còn có hư không âm dương đỉnh ngẫu nhiên phát ra lực lượng yếu ớt, chúng cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Cho nên đại bạch cùng tiểu bạch ở trước mặt trình cung, từ trước đến nay đều là phi thường thành thật nghe lời, hơn nữa đại bạch còn đặc biệt ưa thích biểu hiện ngu ngơ, tra được là ai làm chưa, túy miêu so với trước kia thanh tĩnh hơn nhiều, nhưng thói quen vẫn sẽ uống một hớp rượu trên người cũng chỉ có một mùi rượu nhàn nhạt giờ phút này lại vô cùng chăm chú nhìn trình cung ngoại trừ mùi rượu nhàn nhạt trên người này trong thân thể còn phát ra sát khí trầm trọng khôn cùng tuy trong khoảng thời gian này lực lượng của hắn không có thể tăng lên nhưng toàn thân huyết tinh sát khí lại càng ngày càng nặng trước đó bọn hắn tiến nhập yêu thú xâm lâm nhận được tin tức liền lập tức trở về túy miêu nói cũng không nhiều đối với bàn tử như là tức giận gầm rú hắn cũng không để ý tới trực tiếp như nửa mê hồ hơi có chút say hỏi Trình Cung một câu, nhưng mà đồng dạng với tư cách là một trong đế đô tứ đại hại, Trình Cung cùng bàn tử đều biết, nếu như giờ phút này thực xác định là ai, túy miêu tuyệt đối sẽ công kích không tiếc hết thảy tiêu diệt đối phương, đối với túy miêu mà nói, giết người, làm việc, tiêu diệt tất cả, địch nhân của Trình Cung thì không ẩn nói nhảm quá nhiều, mảnh hổ ở một bên, lực lượng trên người cũng đã không che giấu được tăng vọt, tự hồ như một mảnh hổ muốn phá thể mà ra hắn chính thức gia nhập với nhóm người trình cung cũng không dài, nhưng trong khoảng thời gian này, lực lượng của hắn lại đột nhiên tăng mạnh, có trình cung cung cấp dược vật, cho dù tu luyện bình thường, nguyên khí hấp thu cũng gấp người bình thường 3 đến 5 lần, còn có đại bạch tiểu bạch đi theo bảo hộ, để cho hắn có thể ở trong yêu thú xâm lâm điên cùng chém giết tôi luyện, mảnh hổ trở về từ yêu thú xâm lâm, giống như là một hổ nuôi thả về núi rừng, trở thành thú vương chính thức. Hắn nói chuyện còn ít hơn cả túy miêu, nhưng tính cách của hắn giống như túy miêu, chỉ cần chiến đấu tuyệt đối sẽ trước tiên không muốn sống sông lên. Hóa âm đang rất nhanh liền luyện chế tốt, khi đó tất cả mọi người chúng ta sẽ bắt đầu đặt huấn dưới tình huống có tin tức chuẩn xác, bảo đảm an toàn của tiểu tuyết mới động thủ, mặc kệ hắn là ai. Trình cung nhìn về phía túy miêu khẽ gật đầu nói, sau đó cất bước đi đến rừng cây ở hậu viện, thời điểm đi qua bên cạnh mảnh hổ thì thỏa mãn gật đầu, tuy vẫn là con mèo nhỏ, nhưng so với trước thì tốt hơn chút ít, về sau có cơ hội ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì là mảnh hổ chính thức, vẫn còn thiếu khuyết giả tính, thiếu khuyết chi khí vương đạo. Hôm nay mảnh hổ đã là phạt mạch kỳ tầng thứ 9, nếu dùng tâm tính không sợ trời không sợ đất trước kia của hắn, nghe trình cung đánh giá như thế sớm đã phát nổ, nhưng giờ phút này lại rất nghiêm túc nghe, hít một hơi thật sâu làm cho tâm tính mình bình tĩnh, nghĩ đến ngày nào đó tìm cơ hội hỏi thăm giả tính, vương đạo chi khí thoáng một phát, phạt mạch kỳ tầng thứ 9 dùng tốc độ cùng tuổi tác của hắn tiến vào siêu phàm kỳ là tuyệt đối không có vấn đề gì còn có hai cái yêu tu này trình lập nhìn tất cả mọi người đi theo trình cung tới hậu viện trong lòng của hắn đột nhiên bắt đầu có chút chờ mong không biết đặc hướng của trình cung sẽ là cái gì hào khí giống như có chút trầm trọng không đúng a à. đi theo phía sau tiểu bạch lẩm bẩm chớ nói lung tung coi chừng ăn đòn như chơi đại bạch cùng tiểu bạch cũng đi theo sau đó đại bạch trừng mắt nhìn tiểu bạch tiểu bạch ngoan ngoãn cúi đầu mặc dù không có pháp bảo mạnh mẽ khu động nhưng lợi dụng đại thụ từ các địa phương khác cấy ghép bố trí trận pháp che giấu bọn người trình cung tu luyện vẫn là rất nhẹ nhàng loại công trình này nếu phát sinh ở trình gia lập tức sẽ dẫn đến chú ý nhưng ở đây sẽ tốt hơn rất nhiều từ giờ trở đi các ngươi sẽ tiến vào kỳ huấn luyện đặc biệt mỗi ngày mỗi người các ngươi ít nhất phải giao thủ cùng ta ba lượt thất bại sẽ có các loại trừng phạt đồng thời ta cũng sẽ chế định cho các ngươi một ít kế hoạch huấn luyện khác trong đó có cả giữa các ngươi đối luyện lẫn nhau tiến vào trong rừng trình cung bắt đầu đơn giản nói vấn đề đặt huấn thoáng một phát vừa nghe nói giao thủ đối chiến cùng trình cung bất kể là túy miêu chỉ có thực lực tẩy tủy kỳ hay là lực lượng vừa mới tăng vọt mảnh hổ đều rất hưng phấn mập mạp la anh hùng cũng nóng lòng muốn thử chỉ có trình lập khẽ nhíu mày nếu như kể cả tất cả mọi người mà nói hắn là siêu phàm kỳ Trình Cung đánh cùng hắn như thế nào, điều này chẳng lẽ là đặc huấn mà Trình Cung nói, Trình Lập, ngươi trước so cùng Đại Bạch, Tiểu Bạch. Nhớ kỹ đừng đánh chết, đừng tổn thương thân thể nghiêm trọng, những thứ khác tùy tiện, ai thắng sẽ có ban thưởng, thua trị liệu tốt rồi sẽ trừng phạt. Trình Cung như là đoán được Trình Lập đang suy nghĩ gì, nói ra một câu, a, à, trong nội tâm Trình Lập phì cười, xem ra cái gọi là đặc huấn này cũng không gì hơn cái này, đại thiếu nhà mình cũng biết hắn không có biện pháp áp chế mình nên để hai yêu tu này thế bất quá cũng tốt có thể giao thủ cùng hai yêu tu kỳ quái này đối với mình cũng có chút ít thu hoạch xem bộ dáng của bọn hắn cũng muốn đánh bại mình đại bạch cùng tiểu bạch e ngại trình cung đó là bởi vì trình cung tùy ý liền truyền thụ bọn hắn băng long thánh thú chân long luyện thể thuật hơn nữa tinh thần lực của hắn làm cho chúng nó có một cảm giác sợ hãi theo bản năng ngoại trừ trình cung ra những người khác bọn hắn cũng không sợ hơn nữa dùng trí thông minh của chúng nó liếc mắt liền thấy trình lập xem thường chúng nó thánh thú do thiên địa sinh dưỡng há có thể so sánh với yêu tu bình thường biểu lộ của trình lập hoàn toàn rơi vào trong mắt của bọn nó trước kia bọn nó hoàn toàn bằng vào bản năng tu luyện mới mấy năm là có thể đạt tới yêu tu đây đối với yêu thú mà nói đã là tốc độ bất khả tư nghị hôm nay có trình cung truyền cho bọn nó chân long luyện thể thuật cùng cung cấp các loại đan dược tốc độ tiến bộ càng là nhanh chóng trình cung vừa nói xong tiểu bạch nhìn thoáng qua đại bạch thấy hắn không có ngăn trở, đã trực tiếp khiêu chiến Trình Lập, trận đầu đặt huấn cứ như vậy triển khai, lực lượng của Trình Lập xác thực không kém, nhưng thân thể Tiểu Bạch lại đầy đủ mạnh mẽ, cuối cùng nhất bọn hắn là lưỡng bại câu thương, bên này vừa mới uống thuốc nghỉ ngơi, Đại Bạch lập tức lại bổ sung, Trình Cung bên này thì không lưu tình chút nào, dùng tinh thần lực, lực khống chế của Trình Cung, hắn hoàn toàn có thể cho đối thủ cảm nhận được gặp phải nguy cơ sinh tử, thời điểm cảm giác sinh tử tồn vong mỗi một lần đều làm cho đối phương lâm vào loại hoàn cảnh này, sau đó mới đã bại đối thủ, để cho bọn họ cảm nhận được đủ áp lực, huấn luyện đặc biệt, cũng không gì hơn cái này, nghĩ thì hay lắm, nhưng hy vọng các ngươi có thể chịu nổi. Đám người kia giờ phút này đúng là sống một ngày bằng cả một năm, tuy trình lập bị đại bạch, tiểu bạch liên tiếp trà đạp, nhưng đối với đặc huấn trong miệng trình cung như trước không cho là đúng thẳng đến khi Đông Phương Linh Lung ở trình phủ phái người đưa nhóm đang dược đầu tiên tới mới bắt đầu có chút cải biến, lúc này ba phong cũng đã chạy đến, người tham gia đặc huấn có bàn tử, túy niêu, mảnh hổ, ba phong, đại bạch, tiểu bạch, trình lập, la anh hùng, nhóm đang dược này đưa tới, trình cung liền tự tay phát cho mỗi mọi một hạt đang dược, hơn nữa bảo bọn họ lập tức ăn vào. Hiện tại coi như là đại bạch, tiểu bạch, trình lập cũng đã ăn đang dược thành thói quen, mọi người không hề nghĩ ngợi liền phục dụng xuống dưới. A à, cánh tay của ta rõ ràng đã tốt rồi, sao bây giờ còn đau đớn hơn lúc nãy nữa? Móa, mệt trả rời, mệt rã rời, toàn thân ta đều mệt trả rời. Ân, ừ, tại sao có thể như vậy? Đau quá a, à. lần thứ nhất cảm giác được đau như vậy, đau chết ta, đau chết mất.